Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 169. Thể theo lời kể của chim mất dạy thì tiên vực hỗn loạn là một thế giới tiên sơn vô cùng lớn. Trong tiên giới có rất nhiều tiên vực và toàn bộ tiên vực, từ lớn đến nhỏ đều được tạo thành từ vô số tiên sơn, chỉ duy nhất tiên vực hỗn loạn là hạc trong bầy gà, một ngọn tiên sơn làm nên nguyên một tiên vực. Thế nên ở tiên giới, tiên vực này cũng xem như có danh có tiếng. Và thường Dương Bách Xuyên rất có hứng thú với những nơi như thế này. Chủng loại phong phú, rồng rắn lẫn lộn, ngọa hổ tàng long. Có thể nói nơi ấy là một phiên bản thu nhỏ của tiên giới, thậm chí còn đa dạng hơn nhiều. Nếu tới đó lịch lãm, chắc chắn làm ít công to. Dương Bách Xuyên muốn du lịch khắp tiên giới, nhưng đó không phải việc dễ dàng, thế nên với hắn mà nói, tiên vực hỗn loạn là một sự lựa chọn không ổn. Vừa nghĩ tới những chủng tộc, những sinh vật kỳ bí sống tại tiên vực hỗn loạn mà chim mất dạy đã giảng cho mình nghe là nhịp tim của Dương Bách Xuyên lại tăng tốc. Lúc này, hắn có cảm giác bản chất của mình chính là một nhà thám hiểm tí tiện. Càng là những nơi nguy hiểm thì càng có sức cuốn hút hắn. Tiên vực hỗn loạn một nơi vô cùng thần kỳ, không có pháp tắc, không có đạo đức, không bị quy luật ràng buộc, nhưng chỗ nào cũng đầy rẫy khuôn phép. Ở đó không hề có sự tồn tại của một kẻ thống trị đúng nghĩa, chỉ có vô vàn chủng tộc san sát nhau như rừng. Yêu, ma, tiên, tất cả cùng sống chung dưới một mái nhà. Trước sau khi rời khỏi sơn động, Dương Bách Xuyên phát hiện trước mặt là một dãy núi mênh mông, rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Chẳng biết làm thế nào mà ý thức ma thần tìm được cái chốn khỉ ho cỏ gáy này nữa. Nhìn dãy núi chập trùng trước mặt, Dương Bách Xuyên thật sự chẳng biết nên đi hướng nào, thế là quay sang hỏi hai người đẹp bên cạnh, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Đối diện với câu hỏi này của Dương Bách Xuyên, cả Cảnh Sán lẫn Lạc Dương đều lắc đầu. Khoảng cách giữa tiên vực hỗn loạn và thành tiên đan quá xa xôi, dù là Lạc Dương thì cũng chỉ từng nghe người khác nhắc đến, chứ chưa tới lần nào. Cảnh Sán càng không cần bàn tới. Phạm vi hoạt động của nàng ta chỉ quẩn quanh khu vực thành tiên đan, chưa một lần vượt quá tiên vực kia. Nhưng dẫu sao Lạc Dương cũng là cao thủ cấp tiên vương, kiến thức sâu rộng, nghĩ ngợi vài giây rồi nói, tuy ta chưa từng tới tiên vực hỗn loạn lần nào, nhưng lại từng nghe qua về nơi này, gần chỗ chúng ta đang đứng có suối nguồn ma sát, nếu ý thức ma thần bỏ chạy tới đây, chứng tỏ nó đã cảm ứng được gì đó. Nếu ta đoán không sai, hiện tại chúng ta đã tiến vào địa bàn của ma tộc ở tiên vực hỗn loạn rồi. Theo những gì được ghi lại trong điển tịch, nơi ở của ma tộc tại tiên vực hỗn loạn là một ngọn núi có tên Thập Vạn Ma. Nghe đồn đó là một dãy núi hùng vĩ hình trăng lưỡi liềm, được tạo thành từ trăm nghìn ma của ma tộc, đây là nơi duy nhất hội tụ lượng lớn khí ma sát, nên mới được ma tộc chọn làm hang ổ. Vì vậy, chuyện chúng ta nên làm bây giờ hẳn là rời khỏi địa bàn của ma tộc, bằng không một khi trời tối, ta e sẽ có nguy hiểm ập tới. Nguyên nhân chính là ý thức ma thần sẽ thức tỉnh vào buổi tối. Mà ta lại không đối phó được, cộng thêm sự độc đáo của tiên vực hỗn loạn nên chu kỳ thời gian ở đây cũng được chia thành sáng và tối giống như dưới hạ giới. Nghe Lạc Dương nói xong, Dương Bách Xuyên vô thức gật đầu tán thành. Đúng là với hắn mà nói, nếu tới tối ý thức ma thần trong Lạc Dương thức tỉnh quả thật chẳng phải chuyện tốt lành gì, dù có chứng côn bằng chấn áp, nhưng khó mà đảm bảo sẽ không gây ra hỗn loạn. Đi, nhanh rời khỏi đây thôi. Dương Bách Xuyên quan sát sắc trời, có vẻ đã sắp hoàng hôn, quyết định tăng tốc. Vốn Dương Bách Xuyên định bay khỏi đây, nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì nhớ tới một câu chim thần ma từng nói, đó là nếu bay lượn giữa các ngọn núi lớn trong tiên vực hỗn loạn thì rất dễ trở thành mục tiêu cho các sinh vật cường đại. Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cả ba người họ đều có tu vi cao cường, tốc độ đi lại cũng không chậm hơn bao nhiêu, thế nên đi bộ cũng được. Vậy là ba người lại lên đường, cứ nhắm thẳng về phía trước mà chạy như điên, có khó khăn, chắc trở cũng không dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếp thay, tầm 3 tiếng sau, màn đêm đã phủ xuống. Đúng lúc này, chim thần ma bỗng mở miệng, "Gà Dù, đừng chạy nữa, ban đêm không an toàn đâu." Hiện tại xung quanh không có người ngoài, chim thần ma mở miệng nói thẳng tiếng người luôn, thế nên cả ba đều nghe được lời khuyên của nó. Những lời này của chim thần ma tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác ý tại ngôn ngoại, không kiềm được hỏi ra khỏi miệng, "Ban đêm không an toàn." Chẳng lẽ đằng sau còn nguyên nhân nào khác? Bấy giờ, Lạc Dương bỗng tiếp lời, phải rồi, ta từng nghe sư phụ nhắc tới nơi này, trích lời sư phụ tinh thần tử của ta thì tiên vực hỗn loạn là di tích có từ thời Hồng Hoang, có thể tại đây đã xảy ra trận quyết chiến giữa thần và ma, mang tới kiếp nạn lớn cho sinh linh vạn vật. Không giống những loài sinh vật khác, sự diệt vong của thần ma không đồng nghĩa với cái chết, bởi sức mạnh ý chí của họ vượt trội hơn bình thường, thế nên dù chết đi, sức mạnh ý chí vẫn còn tồn tại. Hình thành thực thể vô cùng mạnh mẽ lại rất kỳ lạ,
Truyền thuyết kể rằng trong đại kiếp thần ma, tất cả thần ma đã chết khi màn đêm buông xuống, thế nên sức mạnh ý chí tạo thành từ cảm xúc không cam tâm của họ đã chọn sống tiếp dưới hình dạng một lời nguyền, rằng mỗi ngày, khi đêm đen bao trùm lấy mặt đất, họ sẽ sống lại từ trong bóng tối. Đương nhiên, không phải sống lại thật, mà chỉ là thực thể đặc biệt do sức mạnh ý chí hòa thành thôi. Có điều không một ai miêu tả được rõ ràng hình thù của thực thể này. Nhưng chuyện nó có thể giết người là thật, tới cả tiên đế, tiên tôn cũng không dám tự tiện chọc giận những sinh vật tồn tại trong bóng tối này. Ngoài ra, vì là dấu tích từ thời đại thần ma nên chúng không chỉ có mỗi thần ma, mà còn có các loài thực vật hoa cỏ khác nữa. Phàm là những loài có thể trở thành sinh vật trong bóng tối thì đều sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, thế nên tại tiên vực hỗn loạn, sau khi màn đêm buông xuống, gần như không có ai dám bước chân ra khỏi nhà, một là trốn ở một nơi các sinh vật bóng tối không thể lui tới, hai là chui vào động phủ hoặc thành trì ngồi chờ trời sáng. Tóm lại thì tốt nhất là đừng tùy tiện di chuyển trong đêm. Chuyến này, Dương Bách Xuyên xem như được mở mang tầm mắt, ngạc nhiên hỏi lại, còn có chuyện lạ đời như thế nữa ư? Chim thần ma nói tiếp, ở tiên vực hỗn loạn, có thấy xảy ra chuyện gì kỳ lạ cũng đừng quá bất ngờ, chỗ này chính là vậy đó, chỗ nào cũng đầy ắp sự nguy hiểm và bất ngờ, thậm chí còn ẩn chứa vô vàn bí mật chưa được bật mí nữa, vậy chúng ta cần tìm một nơi thế nào mới trốn được bóng tối? Cũng đâu thể tìm đại một chỗ được, đúng không? Vì khả năng cao sẽ chẳng có ích lợi chỉ hết. Dương Bách Xuyên hỏi. Tất nhiên rồi, mặc dù ban đêm ở tiên vực hỗn loạn rất khủng bố, nhưng vẫn có cách đối phó, bằng không ở đây đã sớm chẳng còn chút sự sống nào. Ở thời đại hồng hoang viễn cổ, sinh linh tiên thế gian lấy thần ma là chủ, thờ phụng thần ma là người thống trị gờ thời cầu nguyện họ sẽ phù hộ mình vạn sự như ý. Cứ thế 3.000 đại thế giới cùng vô số tiểu thế giới dưới hạ thế đều có vài pho tượng của các thần ma. Vì tin rằng chỉ cần thờ phụng họ sẽ được bình an, nên chỗ nào cũng tạc tượng, thần ma, có lớn có nhỏ, thần miếu, ma điện cũng mọc lên như nấm sau mưa. Tiếp thay, sau đại kiếp nạn thần ma ở hồng hoang viễn cổ, tu tiên giả theo thời thế mà xuất hiện, rất nhiều tượng thần ma cũng nhuê miếu thờ, cung điện ở các nơi bị dỡ sạch, bởi vì thời đại thống trị của tiên đã tới, tất nhiên họ sẽ không hy vọng trên đời vẫn còn tồn tại dấu vết của thời đại thần ma, thậm chí có người còn muốn lãng quên toàn bộ những gì có liên quan tới thần ma nữa kìa. Cuối cùng, chỉ còn mỗi tiên vực hỗn loạn là còn giữ lại vết tích của thần ma, thế nên chuyện tìm kiếm di tích thần ma ở tiên vực hỗn loạn không phải chuyện gì khó. Ngươi nhìn những nơi đang tỏa ánh hào quang màu vàng kia đi, đó là những chỗ còn sót lại di tích thần ma đó, chỉ cần tìm được dù chỉ một bức tượng. Thần ma thì cũng đủ để ngươi an toàn vượt qua đêm tối này rồi. Nói xong, chim thần ma lập tức ra hiệu cho Dương Bách Xuyên nhanh chân đi tìm. Dương Bách Xuyên lại trợn mắt lườm nó, đang ở trong núi đấy. Đi đâu tìm tượng thần ma bây giờ? Lúc này, hoàng hôn đã sắp lặn hẳn, Dương Bách Xuyên càng thêm sốt ruột, chờ tới khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, đến lúc đó nếu còn chưa tìm được chỗ trốn, vậy bọn họ coi như xong. Chợt, Lạc Dương bỗng mở miệng, hình như bên kia có ánh sáng vàng kìa. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên lập tức kích phát càn khôn nhãn của hắn cũng là một dạng thiên phú thuộc thiên nhấn thần thông đó. Ngay giây sau, quả nhiên, theo hướng ngón tay Lạc Dương đang chỉ, phóng mắt ra xa tầm 300 mét, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở đó có một vòng hào quang màu vàng rực rỡ. Ba người co giò chạy tới, sau đó nhìn thấy một núi đá đổ vỡ. Tổng thể trông khá giống một tòa miếu sơn thần, dưới tác dụng của càn khôn nhãn, hẳn đã tìm thấy vị trí của nguồn sáng, đó là một bức tượng không có đầu. Nhìn bằng mắt thường thì đó chỉ là một khối đá vỡ, nhưng thông qua càn khôn nhãn, hắn có thể thấy bức tượng không đầu này đang tỏa ra quầng sáng rực rỡ với phạm vi chiếu sáng lên tới 100 mét. Dương Bách Xuyên nghi ngờ hỏi, cái này, chính là cái gọi là tượng điêu khắc thần ma. Nếu không, thì sao, chim thần ma lẩm bẩm. Thật sự có chút phi thường, tượng điêu khắc này nhìn có vẻ khá tồi tàn, nhưng dưới sự quan sát từ càn khôn của ta ở đây thì đúng là kim quang rực rỡ, tỏa sáng trong phạm vi 100 mét, thứ này thực sự đáng tin. Có đáng tin hay không thì đợi lát nữa tự nhiên sẽ rõ, vẫn chưa đủ, bây giờ lão tử khuyên tiểu tử ngươi nên tìm cách đối phó với ma đầu đi. Khi tia sáng cuối cùng lúc hoàng hôn biến mất, đêm tối hoàn toàn phủ xuống, đến lúc đó ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương sẽ thức tỉnh, xem tiểu tử ngươi đối phó thế nào. Chim thần ma nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Nghe chim thần ma nói như vậy, Dương Bách Xuyên thật sự đau đầu. Đúng vậy, đợi lát nữa không chỉ phải đối phó với các sinh vật trong đêm tối, mà còn phải xem Lạc Dương có phát sinh biến cố gì không. Thấy hoàng hôn sắp biến mất, hắn thật sự phải cân nhắc vấn đề này mới được, đề phòng đến lúc đó gặp chuyện không may. Ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương không phải chuyện đùa. Dương Bách Xuyên cũng nhìn Lạc Dương, trong tay cầm trứng côn bằng và nói, Lạc Dương.
Lạc Dương đương nhiên biết Dương Bách Xuyên định làm gì, cười khổ nói, làm phiền tiểu sư thúc. Nàng ta hiểu Dương Bách Xuyên lấy trứng côn bằng ra chính là để trấn áp ý thức ma thần trong cơ thể nàng ta, bởi vì ban đêm âm sát rất nặng, nàng ta không thể áp chế ý thức ma thần, quyền tự chủ thân thể sẽ trở thành ý thức ma thần, ban ngày mới chính là thời gian thuộc về nàng ta. Vốn dĩ ý thức ma thần có ưu thế chiếm giữ giữa hai người, nhưng vì Dương Bách Xuyên áp chế ý thức ma thần bằng trứng côn bằng nhiều lần khiến ý thức ma thần bị ảnh hưởng nặng nề, lúc này mới tạo thành tình huống mà bây giờ. Nàng ta có thể cân bằng với ý thức ma thần, nếu không sẽ biến thành cục diện thế nào thì khó mà nói trước được. Dương Bách Xuyên lấy trứng côn bằng ra, Lạc Dương ngồi khoanh chân, sau đó tay Dương Bách Xuyên cầm trứng côn băng và để lơ lửng trên đầu Lạc Dương, trong lòng hắn hơi động để truyền pháp lực vào trứng côn bằng. Khoảnh khắc tiếp theo, minh văn trên vỏ trứng côn bằng bắt đầu tỏa ra kim quang mờ nhạt. Trứng côn bằng là vật có ý thức, điều này Dương Bách Xuyên đã biết ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng theo lời Tuyết Hương, trứng côn bằng khó mà để ý đến hắn. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên cũng không quan trọng, dù sao trứng côn bằng hiện tại đã là máy bay cá nhân tương lai của hắn, nó đã được đặt trước, bởi vì việc huyết tế luyện hóa đã hoàn thành từ lâu rồi. Hắn ra lệnh cho trứng côn bằng không được vi phạm. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho trứng côn bằng là phải liều chết nhìn chằm chằm Lạc Dương, một khi hắn cảm thấy người Lạc Dương có gì đó không ổn thì phải bắt đầu trấn áp, cố gắng ngăn cản ý thức thần ma đi ra gây chuyện, kiên trì khô đến khi bình minh là được. Mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên đương nhiên trứng côn bằng chỉ có thể chấp hành. Sau khi giao phó, Dương Bách Xuyên lại dặn dò cảnh sán canh giữ bên cạnh. Còn hắn thì muốn quan sát thử xem khung cảnh bóng tối ở tiên vực hỗn loạn rốt cuộc là như thế nào. Lúc tốt lúc xấu. Cuối cùng ta phải tìm hiểu cho ra, chuyện này có liên quan gì đến vấn đề sinh tồn sau này của hắn ở lĩnh vực hỗn loạn. Lúc này, tia sáng hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, quả nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng tối phủ xuống. Gần như ngay lập tức, bóng tối bao phủ khắp bốn phương tám hướng giống như thủy triều bóng tối cuộn đến. Cả bầu trời chìm vào bóng tối vô biên. Nhưng cảnh tượng kỳ diệu là sau khi bóng tối quét qua vùng đất đá này thì dừng lại. Hay đúng hơn là đã bỏ qua chỗ bọn họ đang trong phạm vi bán kính 100 mét. Bởi vì quả nhiên đúng như Lạc Dương và chim thần ma đã nói lúc trước, pho tượng không đầu vỡ phát ra kim quang rực rỡ sau khi màn đêm đen buông xuống, chống lại sự tấn công của đêm tối. Phải nói tình huống này thật sự rất thần kỳ. Lúc này, hắn đứng trước tượng điêu khắc không đầu để quan sát, nhìn thì có vẻ chỉ là một pho tượng điêu khắc bị gãy đầu, cao khoảng 3 mét, không tỉnh xảo lắm, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một số đường nét của tượng điêu khắc. Mặc dù những gì chim thần ma nói vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng Dương Bách Xuyên cũng có hiểu biết sơ lược. Luôn luôn là vậy, ban đêm ở tiên vực hỗn loạn rất đáng sợ, không thể di chuyển dễ dàng, mỗi buổi tối đến thì phải tìm một nơi có tượng điêu khắc thần ma hoặc di tích thần ma mới có thể đảm bảo được an toàn trong đêm tối, tránh bị sinh linh bóng tối quấy rầy. Dương Bách Xuyên đột nhiên nảy ra một vấn đề, buột miệng nói, dựa theo những gì ngươi nói thì ban đêm ở lĩnh vực hỗn loạn rất nguy hiểm, nhưng nếu có tượng điêu khắc thần ma gì đó thì có thể an toàn sao? Nếu vậy thì chúng ta sưu tầm thêm một ít tượng điêu khắc nữa không phải là xong rồi sao? Tên gà yếu nhà ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lai lịch của những tượng điêu khắc thần ma này rốt cuộc là gì thì không ai biết, có phải là do người đời sau điêu khắc hay không, hay là chúng được hình thành như thế nào thì không ai biết được. Nhưng có một nhận thức chung đó là với trọng lượng của các tượng điêu khắc thần ma thì không ai có thể di chuyển được, bên trong có ẩn chứa một loại đại đạo, không di rời nổi. Chim thần ma nói, không thể di rời, Dương Bách Xuyên sững sờ, vẻ mặt hoài nghi, nhìn thế nào cũng chỉ như một hòn đá mà thôi, sao có thể không di rời nổi. Chim thần ma nói, đương nhiên, nếu ngươi không tin thì có thể thử. Dương Bách Xuyên thật sự không tin vào tà ác, thử thì thử, chỉ là một tảng đá vụng thôi mà, còn chứa đại đạo gì đó ư, không có một chút nguyên khí thiên địa nào, ta đường đường là hỗn nguyên đạo tiên, ta không tin mình không thể di rời nổi một hòn đá. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên duỗi tay ra, trực tiếp đi tới định di rời bức tượng không đầu. Hây, hắn hô to một tiếng. Tuy nhiên, bức tượng không nhúc nhích, ha ha. Chim thần ma cười chế nhạo, tiểu gia ta vẫn chưa dùng sức. Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn chim thần ma, đúng là vừa rồi hắn chỉ dùng thể lực thuần túy của cơ thể để di chuyển pho tượng. Nhưng quả nhiên nó không nhúc nhích. Nhưng trong lòng hắn đã tin chim thần ma nói đúng. Bởi vì hắn biết rõ sức mạnh thân thể của mình. Cho nên hẳn đột nhiên phát huy sức lực thì đừng nói chỉ là di rời một pho tượng đá, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị rung chuyển. Nhưng thực sự không có một chút động tĩnh nào. Không tin vào tà ác, khoảnh khắc tiếp theo Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn nội ngoại quyết, đồng thời dùng hết toàn bộ sức lực để di chuyển bức tượng không đầu.
Hừ. Một âm thanh gắng gượng phát ra, nhưng Dương Bách Xuyên đã bị cảm giác của bức tượng đá làm cho sửng sốt. Lần này, hắn vẫn không thể lay động được tượng đá một chút nào, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được một sự khác biệt từ trong tượng đá. Hay đúng hơn là tiếng gầm lên. Hơn nữa, tiếng gầm này đến từ bình càn khôn. Nói chính xác là đến từ thần điện càn khôn trong bình càn khôn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên ngây ngẩn cả người. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực đi tới di chuyển bức tượng đá nhưng một chút cũng không hề dao động, mà lại làm cho thần điện càn khôn phát ra tiếng ầm vang gì đó. Dường như có một mối liên hệ nào đó giữa bức tượng đá và thần điện càn khôn. Sự thay đổi này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên lay động, ngay khi hắn chuẩn bị tìm hiểu thêm thì bên tai truyền tới một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, trứng côn bằng cũng phát ra kim quang. Cảnh Sán thốt lên, Vân Tử, nhìn kìa. Dương Bách Xuyên từ bỏ việc quan sát thêm về bức tượng đá, khi hắn nhìn lại, chính là người Lạc Dương đã thay đổi. À, lúc này, hai mắt Lạc Dương đỏ hoe, còn gầm lên rất lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần ý thức thần ma trong người Lạc Dương đã thức tỉnh. Màn đêm buông xuống, quyền làm chủ thân thể của Lạc Dương lại thuộc về ý thức ma thần. Chỉ là nó đã bị trứng côn bằng cố gắng chấn áp. Dương Bách Xuyên buông tượng đá ra và đi đến bên cạnh Lạc Dương. Hoặc có thể nói là bên cạnh ý thức ma thần, hắn nhếch miệng cười nói, đại thần, đừng giấy giụa, tiểu gia ta sẽ không để ngươi lộng hành đâu. À, tiểu tử ngươi ngừng tay cho bản đại thần. Ý thức ma thần trong người Lạc Dương đang bị kim quang của trứng côn bằng chấn áp, trông có vẻ rất đau đớn. Mẹ nó, đã thành tù nhân rồi mà còn xưng là bản đại thần, mẹ kiếp. Ta không dừng lại thì ngươi làm gì được ta? Dương Mỗ không quan tâm đến ý thức ma thần, dù sao cũng có trứng côn bằng ở đây. Ý thức ma thần cũng không làm loạn được. Người ngừng tay cho bản đại thập vẫn cứng miệng như trước. Lúc này ý thức ma thần mở miệng là xưng một tiếng bản đại thần khiến người Dương Bách Xuyên rất khó chịu. Đương nhiên sẽ không ngừng tay. Ý thức ma thần tiếp tục kêu gào thảm thiết, kim quang phát ra từ trứng côn băng quả nhiên gây tổn thương lớn đến nàng ta. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Chim thần ma gầm lên giận dữ với Dương Bách Xuyên, ánh mắt đầy thù hận. Dương Bách Xuyên chỉ cười ha ha trước lời đe dọa này mà không thèm quan tâm chút nào. À, ý thức ma thần vẫn đang kêu gào thảm thiết, hoặc là đang liều chết nhẫn nhịn, nàng ta biết Dương Mỗ chỉ muốn nàng ta cúi đầu. Nhưng nàng ta đường đường là một ma thần, sao có thể cúi đầu trước một con kiến? Khoảng 10 phút sau, xin ngươi dừng lại. Ý thức thần ma cuối cùng cũng cầu xin tha thứ, trứng côn bằng gây tổn thương lên ma hồn của nàng ta ngoài sức tưởng tượng. Ngươi nói cái gì? Tiểu gia ta không nghe thấy. Dương Mỗ nhếch miệng cười. Cầu xin đại thần dừng lại, ta sẽ ra tay với ngài nữa, ngài mới là đại thần. Ý thức ma thần mang theo sự tức giận mà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ha ha ha, ngươi cúi đầu sớm một chút thì chẳng phải sẽ không chịu đau đớn thế này sao? Dương Mỗ nhân từ mỉm cười, trong lòng hơi động thu lại trứng côn bằng. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn chú ý đến ý thức ma thần, chỉ cần nàng ta dám có hành động khác thường, hắn sẽ lập tức trấn áp nàng ta. Một hồi lâu sau, ý thức ma thần trong người Lạc Dương vẫn không có động tĩnh gì, trực tiếp ngã xuôi lơ trên mặt đất. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dám lơ là ý thức thần ma, để phòng nàng vùng dậy đả thương người khác. Hắn không biết ý thức thần ma có những thủ đoạn gì nên phải thận trọng, nghĩ đến việc phải đề phòng như thế suốt một đêm, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi phiền muộn. Cho nên hắn hỏi chim thần ma có cách nào không? Sau này không thể cứ tới tối mỗi ngày đều canh chừng ý thức ma thần như thế được. Lần này chim thần ma thực sự đã đưa ra một biện pháp hay. Nó mở miệng nói với Dương Bách Xuyên, trứng côn bằng chính là chìa khóa đấy, ngươi có nhớ ta đã từng nói tiểu tử ngươi nên nghiên cứu minh văn trên trứng côn bằng không? Đó là chuyện tốt, có thể gặp chứ không thể cầu, sau khi trứng côn bằng nở, những minh văn này sẽ không còn tồn tại nữa. Để đối phó với ý thức ma thần thực ra cũng rất đơn giản, ngươi có thể sao chép minh văn trên trứng côn bằng và dùng pháp lực tinh huyết khắc họa nó trên người Lạc Dương. Mặc dù hiệu quả sẽ không lớn bằng trứng côn bằng, nhưng nó có thể đóng vai trò giám sát rất tốt, chỉ cần nàng ta có hành động khác thường, người có thể dùng ý niệm khởi động minh văn để trấn áp nàng ta, cũng có thể giám sát nàng ta bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Đến lúc đó lại dùng trứng côn bằng để nghiêm khắc trấn áp nàng ta, dĩ nhiên chỉ đối với lão sư, ma thần mà thôi, lão tử vẫn là chim thần ma đệ nhất tam giới, chưa từng phách lối như nàng ta, phương pháp này thật sự hiệu quả sao? Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc. Dù sao cũng chỉ là sao chép mà thôi. Lão tử có khi nào lừa gạt ngươi chưa, tin hay không thì tùy. Chim thần ma nổi cơn thịnh nộ. Được rồi, ta tin ngươi một lần, ta sẽ thử ngay bây giờ. Đây cũng là cách, nếu có tác dụng thì có thể bớt đi một phần phiền phức.
Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, hắn dẫn mọi người tiến vào. Không gian bình càn khôn. Sau khi thông báo với cảnh sán một câu, Dương Bách Xuyên túm lấy Lạc Dương có ý thức ma thần rồi tiến vào hành cung. Trong không gian bình càn khôn, hắn không hề sợ ý thức ma thần chút nào, nếu nàng ta dám làm chuyện xấu, Dương Bách Xuyên có thể trấn áp nàng ta chỉ trong vài phút, hắn bây giờ là một tồn tại giống như thần trong không gian bình càn khôn, không phải như trước đây nữa. Chương 2042, lần đầu tiên, hắn nghiêm túc suy nghĩ về việc tu luyện thiên địa và hắc liêng ngươi. Nơi này là cái gì? Bạn muốn gì? Ý thức của ma thần thả lỏng, hắn phát hiện mình bị Dương Bách Xuyên đưa vào một không gian khác, mặc dù không biết đó là nơi nào, nhưng hắn cũng biết đây là một vùng đất thiên địa thượng tầng cao cấp. Loại nơi này thường là chủ nhân có thể khống chế mọi thứ, mặc dù là ma thần, nhưng hiện tại nàng đã là thần thức quỷ thần, cũng không ổn định lắm nên nàng tự nhiên lo lắng. Không biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì nàng, hắn có chút bối rối. Để lại cái gì đó cho ngươi, khuyên ngươi hợp tác, đừng cảm thấy khó chịu. Dương Bách Xuyên khít mũi lạnh lùng. Ngươi dám, ý thức ma thần tràn đầy hơi thở khi nói, hắn chuẩn bị lao về phía Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, bên trong bình càn khôn, Dương Bách Xuyên vô cùng bình tĩnh, khít mũi lạnh lùng. SMPS, tìm chết. Sau một tiếng nguyền rủa, khí thế mạnh mẽ không gì sánh được trực tiếp đè lên ý thức ma thần, đột nhiên ý thức ma thần một chút không thể động đậy. Quả nhiên, trong không gian của bình càn khôn, Dương Bách Xuyên là một tồn tại giống như thần. Hắn có thể huy động sức mạnh của không gian càn khôn để sử dụng cho riêng mình, và kể từ khi ý thức của thần càn khôn đã tiêu tan, bình càn khôn và Dương Bách Xuyên đã thực sự dung hợp. Bình càn khôn thậm chí còn không phải là ý thức quỷ thần, thậm chí hầu hết mọi người đều biết vũ khí ma pháp trong không gian của Dương Bách Xuyên. Không có sức mạnh không gian trong vũ khí ma thuật Cave Heaven bình thường. Nhưng bình càn khôn không phải là vũ khí ma pháp của thượng cổ thiên địa, mà là bảo vật không biết cao hơn vũ khí ma pháp của thượng cổ thiên bao nhiêu cấp. Nó đã nằm ngoài phạm vi của không gian, và không gian của 1 triệu dặm là đủ để được gọi là một thế giới. Một không gian thế giới 1 triệu thực sự, đặc biệt là sau khi ý thức linh hồn của càn khôn ngày hôm đó tiêu tán, hay loại khí tức của càn khôn dung hợp lên xuống, lan tràn khắp thế giới càn khôn, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rõ ràng thế giới càn khôn này còn sống. Toàn thể đang sống có nghĩa là cả thế giới đang chuyển động. Người ta nói rằng đó là một mô tả. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một bản sao của dòng chữ trên quả trứng Kunpeng. Thật khó cho anh ta để thiền, nhưng là một người tu luyện, không có vấn đề gì trong việc sao chép. Có tỉnh hoa và máu trên đầu ngón tay, huy động mana trong cơ thể, chống lại nó bằng sức mạnh của linh hồn thần thánh, và bắt đầu vẽ con hổ theo con mèo. Dù sao theo lời của chim thần ma, miêu tả chỉ đóng vai trò giám sát, và khi thời điểm đến, nó có thể bị trấn áp bằng trứng Kunpeng, như vậy là đủ. Ban đầu, tốt nhất là nên miêu tả nó trực tiếp trên da lưng của cô ấy. Nhưng Dương Gian nghĩ lại, mặc dù hiện tại là ý thức của quỷ thần, nhưng dù sao cũng là thân thể của Lạc Dương, hiện tại hẳn là chú của Lạc Dương, dù sao. Cũng không thích hợp. Hắn trực tiếp nói với hắn bằng thực lực của thần hồn thông qua quần áo của hắn, cũng giống như tiêu hao thần hồn, dù sao cũng không thành vấn đề, dù sao. Hắn cũng không thể xúc phạm Lạc Dương về phương diện này. Nếu không, trong tương lai, vị sư huynh thứ hai trong truyền thuyết nào của bất tử kiếm sẽ không dùng kiếm chém hắn. Nghĩ đến đây, Dương Tâm Chiêu vẫn nghĩ tốt nhất là nên làm một người chú lương thiện. Khi nói dễ hơn làm, Dương Bách Xuyên nhận ra rằng sao chép không hề dễ dàng. Cũng trong thời kỳ này, những đặc điểm phi thường của những dòng chữ này trên trứng Kunpeng đã được phát hiện. Có tổng cộng 9 dòng chữ, mỗi dòng chữ đều cực kỳ bí ẩn, và anh ta không thể nhìn thấy bất kỳ cánh cửa nào cả. Và phải mất nhiều hơn những gì anh ta có thể tưởng tượng khi anh ta sao chép nó. Việc hoàn thành một dòng chữ khiến anh ta đầy đàn ông, và phải mất không dưới 100 lần để hoàn thành dòng chữ đầu tiên. 9 chữ khác có chút chết người để suy nghĩ, nhưng vào lúc này, họ đã sẵn sàng gửi mũi tên, và ngay cả khi họ kiệt sức, họ phải giữ vững. Tôi muốn tiếp tục nghiến răng và níu kéo. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dù sao Dương Tầm Chiêu cũng cảm thấy mình sắp ra khỏi hư không. Quần áo khắp cơ thể ướt đẫm mồ hôi, và đó không chỉ là mana của toàn bộ cơ thể bị tiêu hao, mà còn là sức mạnh của linh hồn. Cả hai đều ở trạng thái khô. May mắn thay, cuối cùng hắn vẫn kiên trì và hoàn thành việc sao chép và khắc họa trên quả trứng cửu côn bành. Mệt mỏi và nửa chết, nhưng không phải không có lợi. Cửu côn bằng khắc sâu trong tâm trí hắn, những thứ hắn tỉ mỉ ghi nhớ vẫn luôn quý giá, bây giờ hắn khó có thể quên được. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho anh ta trong tương lai để hiểu được dòng chữ Kunpeng, mà anh hiểu.
Chữ khắc Côn Bằng là tên hắn tự đặt cho mình, hắn cảm thấy rất thích hợp, có lẽ chữ khắc thật không phải là cái tên này, nhưng hắn cảm thấy không thành vấn đề, đó là chữ khắc trên quả trứng Côn Bằng, gọi nó là trứng Côn Bằng rất thích hợp. Rất tốt. Hi hi. Thở ra một hơi đục, Dương Bách Xuyên đột nhiên ngồi xuống đất. Sau khi hắn thả lỏng, sự ép buộc đang trấn áp ý thức của ma thần cũng tiêu tán. Lúc này, quỷ thần thức quay đầu lại, lạnh lùng nói trên lưng tôi. Ngươi kéo đi, thi thể này là của cháu trai Lạc Dương của ta, ngươi chỉ là người ngoài tổ chim, đừng bôi vàng lên mặt, ngươi làm gì quan tâm đến ngươi. Hắn mệt mỏi nửa chết vì ý thức quỷ thần, Dương Tâm Chiêu tự nhiên không. Có mặt mũi tốt với nàng, hắn cũng nguyền rủa chuyện này, cho dù Lạc Dương là luân hồi của quỷ hồn từ ý thức quỷ thần của nàng, cũng là tồn tại độc lập, hành vi của thần thức quỷ thần là người ngoài trong mắt hắn, hắn là chim sẻ chiếm tổ. Chim bồ câu. He he, có vẻ như con của bạn sắp chết vì kiệt sức, chỉ cần vị thần vĩ đại này sẽ cho bạn một chuyến đi. Ý thức của quỷ thần thực sự là một cây kim, và anh A sẽ bắt đầu khi có cơ hội. Vừa nói, hắn vừa duỗi tay ra làm động tác với Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, Dương Tâm Chiêu lại giễu cợt, trái tim hắn rung động, kích hoạt dòng chữ Côn Bằng khắc trên lưng nàng. Với một tiếng hét, ý thức của ma thần đột nhiên cuộn tròn trên mặt đất. Sư phụ vất vả như vậy, ngươi cho rằng là xoa bóp cho ngươi, đây là một dòng chữ có thể hỏi ngươi một con quỷ, thành thật mà nói, chỉ có một lần này, lần sau ngươi dám chết, sư phụ, ta để ngươi sống sót không chết, ra ngoài. Dương Bách Xuyên lăn ra một chữ, sức mạnh trong thế giới của Bình Càn Khôn quét vào, lập tức truyền đến thân thể của thần thức quỷ thần, đồng thời ném nàng ra khỏi cung điện một tiếng nổ vang. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên ngồi khoanh chân bắt đầu trêu chọc, linh hồn và mana hắn tiêu hao rất lớn, quả thực có chút cảm giác cạn dầu. Nếu như trước kia ý thức ma thần đã làm gì đó với hắn ở bên ngoài, sẽ có chút nguy hiểm, nhưng trong Bình Càn Khôn là sân nhà của hắn, cho dù hắn có nằm yên cũng có thể dọn dẹp cho nàng. Đây là lợi ích của việc kiểm soát nồi chanh cun, và trong nồi chanh cun, tâm trí được kiểm soát. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên nuốt một lượng lớn linh đào để thu hồi mana, nhưng sức mạnh của thần hồn không phải là thứ mà đào linh hồn có thể bổ sung trở lại, mà là trong tay hắn có 5 hạt quỷ hồn, hiện tại có thể có ích. Hạt quỷ hồn thu được ở Ma Thành, trên người hắn có 5 hạt, hắn còn chưa sử dụng. Nó chứa đựng sức mạnh của linh hồn vô cùng tinh khiết, và nó là thứ tốt nhất để sử dụng để bổ sung linh hồn. Nhưng nó là một thứ hiếm có, bất kể là người tu luyện bất tử hay là người tu luyện quỷ, hạt quỷ hồn đều có thể được sử dụng cho sự tinh khiết. Sau khi tinh luyện ra một hạt quỷ hồn, hắn không chỉ khôi phục sức mạnh của thần hồn mà còn tăng thêm sức mạnh thần hồn của chính mình. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra rằng một phần sức mạnh của hạt ma hồn đã bị hoa sen đen hấp thu. Mặc dù hắn không keo kiệt, nhưng hắn cũng biết Hắc Liên đã hấp thu sức mạnh thần hồn của hắn trong biển ý thức để nuôi dưỡng bản thân, nhưng suy cho cùng, đó là cướp bóc sức mạnh của hắn. Nhưng nền tảng của sự hoàn hảo của anh ấy là có thật, và có một lý do cho điều đó. Giờ phút này, hắn đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì trong biển ý thức có một đóa sen màu đen hấp thu sức mạnh thần hồn của hắn, khiến cho tài năng tu luyện hoàn mỹ của hắn hoàn toàn không phát huy tác dụng. Nếu không, dựa theo những gì ông lão nói lúc nấy, tình hình tu luyện của ông ta không nên như thế này. Đối với sự tồn tại của hoa sen đen, Dương Bách Xuyên lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về nó. Ngươi, đây là đâu, ngươi muốn làm gì? Ý thức ma thần vừa thả lỏng thì phát hiện mình bị Dương Bách Xuyên đưa vào một không gian khác, mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng nàng ta cũng biết đây là một đồng tiên cao cấp. Những nơi như thế này thường là chủ nhân có thể khống chế mọi thứ, mặc dù là ma thần, nhưng hiện tại nàng ta chỉ là một ý thức ma thần, hơn nữa còn là kiểu không ổn định lắm nên đương nhiên hơi lo lắng. Không biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì nàng ta? Nàng ta có chút bối rối. Lưu lại một thứ trên người ngươi, khuyên ngươi hợp tác cho tốt, đừng tự chuốc phiền phức. Dương Bách Xuyên hừ lạnh nói. Ngươi dám, trong khi nói, toàn thân ý thức ma thần bạo phát khí tức, lập tức nhào về phía Dương Bách Xuyên. Nhưng ở bên trong Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên vô cùng bình tĩnh, chỉ hừ lạnh nói. Hừ, muốn chết à? Sau một tiếng chửi bới, khí thế vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đè lên ý thức ma thần, đột nhiên ý thức ma thần không thể động đậy được chút nào. Quả nhiên, trong không gian của Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên là một tồn tại giống như thần, hắn có thể huy động sức mạnh của không gian Bình Càn Khôn để sử dụng cho riêng mình. Hơn nữa, từ khi ý thức linh hồn của Càn Khôn tiêu tan, Bình Càn Khôn và Dương Bách Xuyên đã thực sự dung hợp. Bình Càn Khôn càng không phải là ý thức ma thần, thậm chí hầu hết mọi người đều biết một vùng pháp bảo không gian động thiên của Dương Bách Xuyên. Pháp bảo động thiên là không gian không tồn tại lực lượng.
nhưng bình càn khôn không phải là pháp bảo động thiên, mà là bảo vật không biết cao hơn pháp bảo động thiên bao nhiêu cấp. Nó đã nằm ngoài phạm vi không gian của nó là triệu dặm, đủ để được xưng là một thế giới. Một không gian thế giới thật sự. Đặc biệt là sau khi ý thức linh hồn của càn khôn ngày hôm đó tiêu tán, nhị khí càn khôn dung hợp trên dưới, lan tràn khắp thế giới càn khôn, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rõ ràng thế giới càn khôn này còn sống. Toàn thể đang sống có nghĩa là cả thế giới đang vận hành. Hơn nữa, thần điện càn khôn hay thậm chí toàn bộ thế giới đều tồn tại lực lượng, chẳng hạn như lực lượng của ba loại quy luật mầm móng. Cho nên ở đây, thật sự không khó để Dương Bách Xuyên trấn áp ý thức ma thần. Áp chế ý thức ma thần sắp phản kháng xong, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, khi hắn vươn tay ra thì trên lưng nàng ta đã được khắc họa xong. Nói là khắc thực ra chỉ là một bản sao minh văn của chứng côn bằng mà thôi. Tìm hiểu thì đối với hắn quá khó khăn, nhưng là một người tu luyện thì không có vấn đề gì trong việc sao chép. Đầu ngón tay xuất hiện tinh huyết, huy động pháp lực trong cơ thể, lấy lực thần hồn áp chế nó và bắt đầu nhìn mèo vẽ hổ. Dù sao theo lời của chim thần ma nói, khắc họa chỉ đóng vai trò giám sát, khi thời cơ đến thì dùng chứng côn bằng trấn áp là được, vậy là đủ rồi. Nếu không, sau này vị nhị sư huynh kiếm tiên trong truyền thuyết nào đó chẳng phải sẽ dùng một nhát kiếm chém hắn sao? Nghĩ đến đây, Dương Mỗ vẫn cảm thấy làm một sư thúc chính trực là tốt nhất rồi. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, Dương Bách Xuyên nhận ra khắc lên cũng rất khó chịu. Lúc này hắn cũng mới phát hiện những đặc điểm phi thường trên minh văn của chứng côn bằng. Có tổng cộng 9 đạo minh văn, mỗi một đạo minh văn đều vô cùng kỳ diệu, hắn hoàn toàn không thể nhìn ra là môn đạo gì, nhưng lúc sao chép lại tiêu hao thần hồn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Một đạo minh văn hoàn thành cũng khiến đầu hắn đầy mồ hôi, phải mất không dưới 100 lần khác mới chỉ hoàn thành đạo thứ nhất. Ngẫm lại, 9 đạo minh văn cũng có chút chết người, nhưng lúc này đã phóng lao thì phải theo lao, không thể dừng lại, cho dù là kiệt sức hắn cũng phải chịu đựng đến khi hoàn thành tất cả mới được. Phải tiếp tục cắn răng kiên trì. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngược lại Dương Mỗ cảm thấy hắn sắp rời xa trần thế rồi. Y phục toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, không chỉ tiêu hao pháp lực toàn thân và còn lực thần hồn. Cả hai đều ở trạng thái khô cạn rồi. Cũng may là hắn kiên trì được và hoàn thành việc sao chép 9 đạo minh văn của chứng côn bằng. Mệt mỏi gần chết, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. 9 đạo minh văn của chứng côn bằng đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Những thứ hắn tỉ mỉ ghi nhớ vẫn luôn quý giá, bây giờ bảo hắn quên cũng khó mà quên được. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc tìm hiểu minh văn trên chứng côn bằng sau này, điểm này Dương Mỗ hiểu. Minh văn côn bằng là tên do chính hắn đặt, hẳn cảm thấy rất phù hợp, có lẽ minh văn thật sự không phải cái tên này nhưng hắn cảm thấy không quan trọng, bản thân đó là minh văn trên chứng côn bằng thì gọi là chứng côn bằng rất thích hợp. Rất hay. Hay. Dương Bách Xuyên thở hắt ra một hơi rồi ngồi sụi lơ trên mặt đất. Sau khi hắn bình ổn lại, áp lực đang trấn áp trên người ý thức ma thần cũng tiêu tán. Lúc này, ý thức ma thần quay đầu lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đã làm gì trên lưng ta? Ngươi nhận vơ nhỉ, thân thể này là của sư điệt Lạc Dương của ta, ngươi chỉ là người ngoài ở ké như là chim cắt chiếm tổ chim khách thôi. Mẹ kiếp, đừng rát vàng lên mặt mình, ta làm cái gì thì liên quan gì đến ngươi? Ý thức ma thần làm hại hắn mệt mỏi gần chết, Dương Mỗ đương nhiên không ưa gì nàng ta. Vả lại những câu hẳn chửi rất đúng, cho dù Lạc Dương là luân hồi của ma hồn từ ý thức ma thần của nàng ta nhưng cũng là tồn tại độc lập, hành vi và cách làm của ý thức ma thần trong mắt hắn chính là người ngoài, chính là hạng người như chim cắt chiếm tổ chim khách. Ha ha, hình như tiểu tử ngươi đang mệt gần chết nhỉ, vừa hay để bản đại thần tiễn ngươi một đoạn đường. Ý thức ma thần đúng là tận dụng mọi lúc, bắt được cơ hội là định ra tay. Vừa nói, nàng ta vừa duỗi tay ra định động thủ với Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Mỗ lại cười giễu cợt, trong lòng hẳn hơi động, kích hoạt minh văn gôn bằng khắc trên lưng nàng ta. A, à, sau tiếng hét thảm thiết, ý thức ma thần đột nhiên cuộn tròn trên mặt đất. Ta phí công phí sức như thế mà ngươi cho rằng ta đang đấm bóp cho ngươi à, đây chính là minh văn dành cho ngươi, ngoan ngoãn một chút đi, chỉ một lần này thôi, lần sau ngươi còn dám tự tìm đường chết thì tiểu gia ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được đấy, cút. Dương Bách Xuyên phun ra một chữ cút, lực lượng trời đất trong bình càn khôn quét vào. Lập tức cuốn đến thân thể của ý thức ma thần, đồng thời một tiếng ầm vang lên và ném thẳng nàng ta vào hành cung. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên ngồi khoanh chân bắt đầu đùa giỡn, hắn đã tiêu hao rất nhiều thần hồn và pháp lực, quả thực có chút cảm giác cạn dầu. Nếu là trước đây, ý thức ma thần muốn làm gì đó với hắn ở bên ngoài thì thật sự quá nguy hiểm, nhưng trong bình càn khôn chính là sân nhà của hắn, cho dù hắn có nằm yên cũng có thể trừng trị nàng ta.
Đây là lợi ích của việc khống chế bình càn khôn, ở trong bình càn khôn, khế động ý niệm là có thể khống chế mọi thứ. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên nuốt một lượng lớn linh đào để phục hồi pháp lực, nhưng lực thần hồn không phải là thứ mà linh đào có thể bổ sung lại được, mà trong tay hắn có 5 viên ma hồn châu, bây giờ có thể phát huy tác dụng rồi. Ma hồn châu là hắn lấy được ở thành ma tộc, trên người hắn có tổng cộng 5 viên, chưa hề sử dụng lần nào. Nó chứa đựng lực hồn phách vô cùng tinh khiết, là thứ tốt nhất dùng để bổ sung thần hồn, chính là vật quý giá, bất kể là người tu tiên hay là người tu ma thì đều có thể sử dụng sức mạnh tinh thuần của ma hồn châu. Sau khi luyện hóa một viên ma hồn châu, hắn không chỉ khôi phục lực thần hồn đã tiêu hao mà còn tăng thêm lực thần hồn của bản thân. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra có một phần sức mạnh của ma hồn châu đã bị Hắc Liên hấp thu. Mặc dù hắn không keo kiệt, cũng biết Hắc Liên vẫn luôn hấp thu lực thần hồn của hắn trong biển ý thức để nuôi dưỡng bản thân, nhưng dù sao chuyện này cũng có thể nói là cướp đoạt lực lượng của hắn. Nhưng căn cơ thập toàn thập mỹ của hắn là có thật, về mặt này thì có lý do. Giờ phút này, hắn đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì trong biển ý thức có Hắc Liên hấp thu lực lượng thần hồn của hắn khiến cho thiên phú tu luyện thập toàn thập mỹ của hắn hoàn toàn không phát huy tác dụng. Nếu không, dựa theo những gì lão già nói năm đó, tình hình tu luyện của hắn không nên như thế này. Đối với sự tồn tại của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về nó. Trái với tưởng tượng, dọc đường đi Hắc Liên giúp hắn rất nhiều, cũng cứu hắn vài lần, nếu thật sự muốn đuổi Hắc Liên ra khỏi biển ý thức, Dương Bách Xuyên tự nhận mình không làm được việc vô ơn bội nghĩa đó. Hắn phải tìm cơ hội bàn bạc với Hắc Liên rồi xem tính toán của nàng ra sao. Hoặc chờ sau này gặp được sư phụ thối thì hỏi xem nên xử lý thế nào. Dương Bách Xuyên tin tưởng chỉ cần Hắc Liên rời khỏi biển ý thức của hắn, thiên phú tu luyện của hắn sẽ khôi phục bình thường, có khi còn bùng nổ. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng không thể bạc đãi Hắc Liên. Hơn nữa Hắc Liên là hạt sen trùng tu, có lẽ chính nàng cũng không rõ tình hình của mình ra sao. Sau khi khôi phục pháp lực, Dương Bách Xuyên dẫn theo mọi người rời khỏi bình càn khôn. Lúc này bên ngoài vẫn tối tăm mù mịt. Chỉ có phạm vi 100 mét quanh tượng đá không tối, tản ra ánh sáng mờ nhạt. Có vẻ bọn họ đã ở trong bình càn khôn hơn nửa đêm. Có thứ gì đó? Chim thần ma lên tiếng. Ở đâu? Dương Bách Xuyên hỏi, hắn không cảm nhận được nhưng hắn tin tưởng chim thần ma. 4 đến 50 mét về phía đông, chim thần ma nhắc nhở. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ, quả nhiên có thứ gì đó, hay nói đúng hơn là một con thú hoang. Đi vào nhìn xem, chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long tiến lên. Cách chỗ đó khoảng 10 mét thì bọn họ nhìn rõ được con thú hoang này, nó rất giống một con trâu, nhưng cả người mọc đầy lân giáp, không có đuôi, đang nằm co ro ở một góc đá. Dương Bách Xuyên giơ kiếm định ra tay. Đúng lúc này chim thần ma lên tiếng, dừng tay, tên gà mờ nhà ngươi định làm gì hả? Giết nó chứ còn làm gì nữa, chẳng lẽ chờ nó đến sơi bọn ta? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Chim thần ma, không cần, ở tiên vực hỗn loạn, khi ngươi đụng phải bất kỳ thú hoang nào, tốt nhất phải tìm hiểu rõ đối phương có ác ý hay không. Nếu không có ác ý thì không nên ra tay, nếu không sẽ gặp phải rắc rối lớn. Là sao? Dương Bách Xuyên tò mò. Ta đã nói nơi này khác với mấy chỗ khác ở tiên giới, thú ở nơi này gọi chung là thú hoang, không có trí tuệ nhưng lại cực kỳ mạnh. Bởi vì trong cơ thể chúng còn lưu lại lực lượng thời đại hồng hoang, tuy trí tuệ không cao nhưng số lượng ở trong dãy núi này lại không hề ít, có khi sẽ xuất hiện cả tộc đàn. Hồng hoang quỷ dị không thể phân chia, có lẽ người thấy hơi thở đó không hề có chút lực lượng nào, nhưng khi bộc phát thì sức mạnh đó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu nó không có ác ý với người thì đừng chọc vào, tránh dẫn đến các sinh linh khác. Có vài sinh linh có thể di chuyển trong bóng đêm, ngươi phải nhớ kỹ điều này. Đây cũng là chuyện mà sư phụ thối của ngươi từng trải qua nên ta có thể nhớ mang máng. Nghe chim thần ma nói xong, Dương Bách Xuyên ngẫm lại thấy cũng đúng, chính mình hơi làm quá. Cũng không biết từ khi nào hắn bắt đầu không tin tưởng người khác, trong đầu toàn ý muốn giết chóc. Con thú hoang này không chọc phải mình thì không thể ra tay với nó, nhưng vừa nhìn thấy nó thì hắn đã muốn giết chết rồi. Điều này không bình thường. Được rồi. Nghe ngươi, Dương Bách Xuyên liếc nhìn con thú hoang nằm im trong góc. Hắn cũng thầm nhắc nhở bản thân không thể để sát ý chiếm cứ, đây không phải chuyện tốt. Con thú hoang này không có ác ý với hắn thì hắn cũng sẽ không động đến nó. Hắn chưa tìm hiểu rõ đêm tối của tiên vực hỗn loạn ra sao, vẫn nên ít gây chuyện. Vừa xoay người thì hắn chững lại, quay đầu nhìn về phía bóng tối, hắn rất tò mò rốt cuộc đêm tối nơi này đến từ đâu. Gamer, ngươi làm gì vậy? Chim thần ma thấy Dương Bách Xuyên nổi hứng thú với bóng tối thì mắng to.
khẩn trương vậy làm gì, ta chỉ muốn tìm hiểu xem đêm tối của tiên vực hỗn loạn là gì thôi mà. Dương Bách Xuyên đến gần bóng tối. Này, đừng có tìm chết, sinh linh trong bóng đêm rất đáng sợ, người không đối phó được. Chim thần ma cảnh cáo Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, yên tâm, ta chỉ nhìn thôi không bước vào bóng tối, phải nhìn tận mắt thì ta mới cam tâm. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bước vào bóng tối có nguy hiểm. Chim thần ma vỗ cánh rời khỏi bả vai của Dương Bách Xuyên, rời xa tên tâm thần này. Dương Bách Xuyên không quá để ý, hắn muốn nhìn xem đêm tối ở tiên vực hỗn loạn để thỏa mãn lòng tò mò, rốt cuộc quang cảnh bên trong đêm tối tiên vực hỗn loạn là dạng gì. Một bước, hai bước. Dương Bách Xuyên bước về phía bên cạnh. Ánh sáng phát ra từ tượng đá cũng chỉ chiếu được 100 mét, hình thành sự tương phản rõ rệt với phạm vi ngoài 100 mét. Nhìn về phía đêm tối, cho dù cách gần sát cũng đen ngòm, cho dù vận chuyển càn khôn nhãn cũng không nhìn thấy gì. Hắn đứng cách một bước, thò tay vào đêm tối. Xem, không xem. Dương Bách Xuyên do dự. Thậm chí có chút bực bội. Xem. Cuối cùng Dương Bách Xuyên căn răn đưa ra quyết định. Dù sao hắn cũng là hỗn nguyên đạo tiên, tuy là sơ phẩm nhưng cũng là hỗn nguyên. Sao lại bị một đêm tối dọa sợ cơ chứ? Dương Bách Xuyên tự an ủi bản thân. Hắn bước thêm một bước chân. Ê quay lại chim thần ma tưởng Dương Bách Xuyên sẽ không bước vào. Bóng tối nhưng ai ngờ hắn vẫn bước vào. Nó vội vàng hét lên. Nhưng Dương Bách Xuyên đã bước một chân vào bóng tối. Ha ha! Ý thức ma thần trong Lạc Dương cười to khi thấy người gặp họa. Nàng ta ước gì Dương Bách Xuyên đi vào trong bóng tối không thể trở về. Sau khi bước thêm một bước, Dương Bách Xuyên phát hiện không khí xung quanh thay đổi lớn. Chỉ trong nháy mắt, bản thân hắn bị chấn động mạnh, rơi vào bóng tối vô hạn. Ngay sau đó hắn cảm nhận được thân thể của mình bay vọt lên, nhưng cảm giác này chỉ trong nháy mắt rồi lại biến mất. Hắn xác định đây không phải ảo giác, thân thể hắn đã bay lên. Sau đó hắn quan sát được hoàn cảnh trong bóng tối. Bây giờ hắn đã thấy rõ, phía sau là một vòng sáng màu vàng, trước mắt là vô số ngọn núi lớn. Cũng không giống như tưởng tượng của hắn, lúc này hắn đã rời khỏi phạm vi vòng sáng, bước vào đêm tối. Trong này như ở dưới ánh trăng, chẳng qua phía trên trời không có ánh trăng mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Nhưng hắn vừa dứt lời thì một giây sau đã mở to mắt. Những bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh hắn từ khi nào không biết. Không chỉ một cái, có bóng người có chim bay cá nhảy. Quay đầu nhìn lại, vòng sáng đã biến mất, hắn đang ở trong một rừng cây hoang dã. Đáy lòng vô thức run rẩy, nỗi sợ này đến từ tận linh hồn. Chẳng lẽ những bóng dáng này chính là sinh linh đêm tối mà chim thần ma từng gặp? Chắc chắn là đúng rồi. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Những bóng dáng này rất quỷ dị, mang đến nỗi sợ từ tận linh hồn cho hắn. Chúng nó đang lao về phía hắn. Dương Bách Xuyên run rẩy. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy những bóng dáng này di chuyển đến nhưng lại không cảm nhận được hơi thở, giống như chúng không tồn tại vậy. Phải biết rằng sinh linh trên thế gian này đều có sự dao động hơi thở trong người, cho dù là con kiến cũng có thể phát ra âm thanh hoặc hơi thở sinh mệnh. Nhưng bóng dáng này hoàn toàn không có. Sợ thì sợ nhưng Dương Bách Xuyên cũng không định ngồi chờ chết, vung tay. Đánh về phía bóng dáng. Cảnh tiếp theo làm hắn càng thêm sợ hãi. Hắn không phát huy được pháp lực. Rốt cuộc là sao đây? Chỉ một giây tạm dừng thôi nhưng bóng dáng đã tiến sát hắn. Dương Bách Xuyên phát hiện mình không thể cử động nổi. Tiếp theo mí mắt càng ngày càng nặng. Không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, chỉ cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, ý thức mất dần, hắn triệu hoán Hắc Liên nhưng không hề có phản ứng nào. Sau đó hắn cảm giác vô cùng mệt nhọc và suy yếu, rất buồn ngủ. Nhưng hắn biết nếu ngủ thì vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Hắn không còn cách nào khác, hắn không thể loại bỏ trạng thái này. Hắn biết những bóng dáng này đang giở trò, nhưng không biết nên hóa giải thế nào, phản kích thế nào. Sắp tiêu đời rồi. Dương Bách Xuyên cảm giác chuyến này chết thật rồi. Cố giữ lại một chút ý thức, thứ mà Dương Bách Xuyên nghĩ đến lúc này chỉ có bình càn khôn. Ôm tâm thái thử xem, hắn mặc niệm bình càn khôn. Không phản ứng. Không từ bỏ, hắn gào to gọi càn khôn thần điện. Bởi vì hắn biết càn khôn thần điện ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Lần này thật sự có hiệu quả. Một tiếng nổ vang lên, Dương Bách Xuyên phát hiện trong đầu hắn xuất hiện một cung điện 7 màu, đây chính là càn khôn thần điện. Một tiếng nổ phát ra từ trong cơ thể hắn. Hắn cử động được. Mở to mắt, hắn nhìn thấy những bóng dáng kia xông ra rồi biến mất tại chỗ. Hay nói cách khác sức mạnh của càn khôn thần điện đã chấn áp bóng dáng đó.
không gian vặn vẹo, hắn thấy được bản thân, chính xác hơn hắn thấy được một bản thân khác đang đứng ở dưới hắn. Còn hắn lơ lửng giữa không trung. Những tiếng kêu thảm thiết kết thúc, Dương Bách Xuyên rơi xuống bay vào trong thân thể khác của mình. Phù! Bóng tối lặng yên không tiếng động khiến ý thức Xia hắn rời khỏi thân thể, mà hắn lại không hề phát hiện. Thảo nào lúc nấy hắn cảm giác thân thể bay vọt lên, thì ra là ý thức rời khỏi thân thể. Nhưng ý thức rời khỏi thân thể mới là điều đáng sợ nhất. Rốt cuộc những bóng dáng đó là sinh linh gì, làm người sợ hãi. Lùi về sau, Dương Bách Xuyên ngồi bệt xuống đất, hắn phát hiện bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Chim thần ma lập tức đập cánh bay tới nói, tiểu tử ngươi mạng lớn. Làm sao mà ngươi quay lại được, suýt chút nữa lão tử đã phải liều mạng, cảm tạ trời đất cái tên yếu gà như ngươi tự về được, nếu không lão tử lại mất thêm một giọt máu bổn mạng. Dương Bách Xuyên há miệng thở dốc, nghe chim thần ma chế giễu, hắn trừng mắt mắng con quạ đen này, ông nhà ngươi, suýt nữa tiểu gia đã toi đời rồi, ngươi có thể giúp được sao không ra tay sớm. Trách ta, lão tử đã nhắc ngươi mấy lần không được bước vào chỗ tối, chính ngươi muốn tìm đường chết còn trách ta. Lúc này, chim thần ma sẽ không nể mặt Dương Bách Xuyên, mở miệng đã mắng. Ngươi, ta, Dương Bách Xuyên phát hiện mình không cãi lại được, lần này quả thật là do hắn tự tìm đường chết, không trách con quạ kia được. Đúng là tò mò hại chết con mèo. Ta cái gì mà ta, người không chết thì phải thắp hương tạ ơn trời đất đi, thứ trong bóng tối kia cho dù là sư phụ Vân Thiên Tà của ngươi cũng không dám trêu chọc, tên yếu gà như ngươi cũng dám bước chân vào, đúng là giỏi. Chim thần ma tóm được cơ hội dạy dỗ Dương Bách Xuyên, đúng là sung sướng. Dương Bách Xuyên nhìn màn đêm đen tối kéo dài mà vẫn còn khiếp sợ. Hắn không nói gì, chỉ nghe chim thần ma đang trách mắng. Cảnh sán đi tới đỡ Dương Bách Xuyên dậy. Người không sao chứ? Không sao, có sợ nhưng không nguy hiểm. Trong lòng Dương Bách Xuyên được an ủi, ít nhất vẫn còn cảnh sán quan tâm hắn. Hai người vừa nói vừa đi tới cạnh ý thức ma thần. Ha ha, mã ngươi cũng lớn thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, ý thức ma thần còn cười hả hê sỉ nhục hắn. Hừ, tốt nhất ngươi nên thành thật cho ta, nếu không tiểu ra đây cũng không ngại cho ngươi nếm thử mùi vị của hình pháp đâu. Dương Bách Xuyên không vui vẻ gì với ý thức ma thần. Với hắn, ma đầu này chính là quả bom, nếu không phải giết chết nàng ta sẽ ảnh hưởng tới Lạc Dương thì hắn đã xử lý nàng ta từ lâu. May mà sau khi khắc văn tự côn bằng lên người, nàng ta cũng thành thật hơn nhiều. Cũng xem như nắm được tử huyệt của ma đầu. Ý thức ma thần cười lạnh, tiểu tử, nếu bản đại thần bị khống chế trong cơ thể này thì ngươi đã chết một vạn lần rồi. À, Dương Bách Xuyên cười khẩy. Trong mắt bản đại thần ngươi chỉ là một con kiến hôi, có tư cách gì cười ta? Ý thức ma thần nhìn thấy dáng vẻ xem thường của Dương Bách Xuyên thì tức giận. Dương Bách Xuyên cũng nhếch mép nhìn ý thức ma thần, đại thần, ôi ta sợ quá. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã không còn sợ ma thần, ngược lại còn rất tức giận con ma đầu này, tới bây giờ cũng không ý thức được, còn kiêu căng ngạo mạn như vậy. Quả đen kia giễu cợt hắn cũng thôi đi, dù sao cũng là người là mình, à không, chim nhà mình. Ngươi chỉ là một ý thức ma thần bị cầm tù mà cũng đòi tới đây cười nhạo ta. Có đôi khi Dương Bách Xuyên rất hẹp hòi. Hắn cười nhếch mép, đại thần chó má gì, bớt giả bộ trước mặt tiểu ra đây, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi muốn chết không được, sống cũng chẳng xong, đừng quên, hiện tại ngươi bị khống chế trong tay tiểu ra, muốn thoải mái thì phải biết nhận thức tình hình của bản thân, ta đây cũng không ngại cho ngươi nếm thử chút bản lĩnh đâu. Ngươi, vẻ mặt ý thức ma thần thay đổi, cuối cùng cũng không dám lên tiếng. Quả thật nàng ta có hơi sợ bị Dương Bách Xuyên hành hạ. Nhưng nàng ta đường đong là ma than. Đã bao giờ bị một con kiến hôi đe dọa? Tiểu tử, bổn đại thần đường đường là ma thần, ngươi dám sỉ nhục ta. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám, bổn đại thần có vứt bỏ cơ thể này thì cũng phải giết chết ngươi. Dáng vẻ của ý thức ma thần vẫn rất kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên xứng người, không phải hắn không lo lắng gì cả. Nhưng lúc này đâm lao phải theo lao. Nói khoác cũng nói ra rồi, nếu không dạy dỗ ý thức ma thần thì sao hắn xuống đài được? Làm sao bây giờ? Hắn và ý thức ma thần giằng co, nhưng từ trong ánh mắt của đối phương hắn nhìn thấy được sự phức tạp và tia sợ hãi lóe lên rồi biến mất. Dương Bách Xuyên ngây ra rồi bật cười, bởi vì cái đài này hắn có thể tự mình xuống được. Bởi vì không có gì mất mặt cả. Chí ít hắn cũng đe dọa được ma thần này rồi, một ma thần sợ hãi hắn, không có mấy tiên nhân làm được đúng không? Vậy nên không mất mặt, từ một góc độ nào đó mà nói, đây không phải một loại vinh dự hay sao? Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cười khẩy, nể tình sư điệt,
tạm thời tiểu gia không tính toán với ngươi, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của A. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí nói. Ý thức ma thần thấy vậy thì sợ hãi, chẳng qua nàng ta chỉ đang hù dọa Dương Bách Xuyên, nếu thật sự để xé mặt nhau thì nàng ta sẽ không làm, hiện tại đang bị buộc chặt vào với Lạc Dương, nếu rời khỏi cơ thể này thì chỉ có con đường chết, huống chi cũng không rời đi được, cách duy nhất chính là dung hợp. Rõ ràng biết Dương Bách Xuyên đang uy hiếp nhưng cũng không dám đi kích thích Dương Bách Xuyên nữa, nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Nói thật, ý thức ma thần hận chết Dương Bách Xuyên nhưng lại không có cách nào khác, chứng côn bằng trong tay Dương Bách Xuyên không phải đùa giỡn. Hai người rằng có một lúc nhưng không ai chiếm được ưu thế. Sau đó Dương Bách Xuyên ngồi sang một bên, chuẩn bị nghỉ ngơi chờ trời sáng. Màn đêm của tiên vực hỗn loạn quả thật đáng sợ, nhưng sau khi trời sáng thì mọi thứ sẽ lại bình thường. Chim thần ma bay tới vai Dương Bách Xuyên nói, tên yếu gà, vừa rồi ngươi đã nhìn thấy gì trong bóng đêm vậy? Dương Bách Xuyên cũng rất nghi ngờ, hắn nói những gì mình thấy cho chim thần ma nghe, hắn cũng muốn biết. Nói xong, Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma, rốt cuộc những cái bóng kia là thế nào? Tê cảm nhận đó cũng không giống sinh linh có linh hồn đặc thù. Ai biết được, năm đó sư phụ Vân Thiên Tà của ngươi cũng hỏi ta y như vậy, nhưng lão tử cũng không biết đó là sinh linh gì, nhưng mà... Ta đoán có liên quan tới đại kiếp thần ma, có lẽ chuyện này ngươi có thể hỏi Lạc Dương. Chim thần ma nói. Hỏi nàng ta, đương nhiên Dương Bách Xuyên biết chim thần ma đang muốn nói tới ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương. Đúng vậy, ma đầu chính là ma thần, nếu như có thể phân ma hồn ra để chuyển sinh tránh đại kiếp, có lẽ sẽ biết được một số chuyện, ngươi thử hỏi nàng ta xem. Chim ma thần đáp. Mẹ kiếp, không phải ngươi tự xưng là chim thần ma đệ nhất tam giới à, sao lại không biết? Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng chế giễu được con quạ đen này một lần. Lão tử, bỏ đi, ta không muốn nói chuyện với thứ yếu gà như ngươi, thích hỏi thì hỏi, không thì thôi. Chim thần ma bị Dương Bách Xuyên làm cho nghẹn họng, ấp úng nói một câu rồi nhắm hai mắt lại, không thèm để ý tới Dương Bách Xuyên nữa. Ha ha, Dương Bách Xuyên cười nhạo. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía ý thức ma thần đang trong cơ thể Lạc Dương. Đêm đen dài đằng đẵng, có nên đi tìm ma đầu kia hỏi chuyện? Đi thì đi thôi, lẽ nào tiểu gia đây còn phải sợ nàng ta chắc? Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất thắc mắc về những sinh vật trong đêm tối ở tiên vực hỗn loạn, đương nhiên muốn đi hỏi cho biết. Huống chi mặc dù ý thức ma thần là ma đầu nhưng là sinh linh vượt qua cả cấp bậc tiên nhân, nhất định biết một số chuyện bí mật. Cũng không biết nàng ta có nói cho hắn không? Ngươi có thể đừng bày ra dáng vẻ hơn người như vậy được không? Hiện tại ngươi chỉ là một ma hồn mà thôi, cho dù ngươi có là ma thần thì đó cũng là trước kia. Nói khó nghe thì bây giờ ngươi chính là thù nhân của lão tử, đừng có ra vẻ trước mặt ta. Cơ thể ngươi đang chiếm là của sư chất ta, hơn nữa tiểu gia còn có thể dùng chứng côn bằng trấn áp hành hạ ngươi bất cứ lúc nào, cho dù bây giờ ta muốn ngươi làm ấm giường cho ta thì ngươi cũng không có lựa chọn, tốt nhất ngươi nên thành thật chút, nói chuyện với tiểu gia, nếu không ta chỉnh chết ngươi có tin không? Dương Bách Xuyên chẳng khác nào lưu manh, hắn uy hiếp ý thức ma thần, nếu không cũng chẳng nói ra những câu như vậy. Ngươi dám? Ý thức ma thần trợn mắt, nàng ta đứng dậy nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, rõ ràng là bị lời nói của hắn kích thích. Đừng căng thẳng, tiểu gia chỉ nói miệng thôi, nhưng đương nhiên với điều kiện là ngươi giúp ta giải đáp vài vấn đề nhỏ. Dương Bách Xuyên phủi tay nói. Được, hẳn là ngươi cũng thấy có hứng thú với những chuyện trong bóng tối nhỉ. Ý thức ma thần hỏi, đồng thời thầm thở phao nhẹ nhom, đúng là nàng ta sợ nhất Dương Bách Xuyên làm sằng làm bậy với mình. Không hổ là ma thần, chính xác. Ta muốn biết rốt cuộc những sinh linh trong bóng tối đó là như thế nào. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng rực lên. Chuyện này quả thật nằm trong tầm hiểu biết của bản đại thần, nhưng mắc mớ gì ta phải nói cho ngươi biết. Ý thức ma thần mỉm cười, bình thản đáp. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, hắn nhận ra chưa chắc không có đường thương lượng, có lẽ ý thức ma thần thật sự biết chút gì đó, chẳng qua là muốn lợi dụng việc này để bàn điều kiện với mình thôi. Nghĩ vậy, hắn bật cười, có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần không quá đáng. Tiểu gia sẽ đồng ý với ngươi. Dù sao ta chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò của mình thôi, biết hay không biết chẳng khác gì nhau, biết thì càng tốt mà không biết cũng chẳng sao. Ý thức ma thần liếc nhìn Dương Bách Xuyên, đúng là như thế thật, vì vậy dứt khoát nói, muốn bản đại thần giải thích cho ngươi biết cũng được thôi, nhưng từ nay về sau, thằng nhóc nhà ngươi không được sử dụng sức mạnh của chứng côn bằng để trấn áp ta nữa, nghe rõ chưa? Dương Bách Xuyên đáp, về chuyện này, ta chỉ có thể hứa với ngươi sẽ không vô duyên vô cớ sử dụng chứng côn bằng, hẳn là ngươi cũng hiểu nguyên nhân mà ha. Được, thành giao, cuối cùng ý thức ma thần vẫn đồng ý. Thực ra chỉ là một thỏa thuận nhỏ,
có thể khiến Dương Bách Xuyên bớt dùng tới chứng côn bằng đối phó mình là được, đồng ý cũng không lỗ gì, hơn nữa chỉ là nói cho tên nhóc đó chút kiến thức thông thường thôi mà, với nàng ta mà nói đơn giản như trở bàn tay vậy. Vậy ta hứa với ngươi, từ giờ trở đi sẽ không tự tiện sử dụng sức mạnh của chứng côn bằng để đối phó ngươi nữa. Tất nhiên họ Dương sẽ không ngu mà hứa chết, nói xong lại thuận miệng hỏi, các sinh linh trong bóng tối đó có phải thuộc ma môn của ma tộc không? Dương Bách Xuyên hỏi ra nghi vấn trong lòng, bởi theo phương thức luyện đan trong lòng hắn, sinh linh bóng tối luôn bị xếp vào hàng ngũ ma tộc. Ý thức ma thần mỉm cười nhàn nhạt, ha ha, người đề cao ma tộc quá rồi, nếu đám sinh linh đó thật sự thuộc ma tộc, vậy trên đời này sẽ chẳng xảy ra cuộc chiến thần ma hay cuộc chiến tiên ma đâu. Nghĩa là sao, chàng lẽ ý ngoi là sinh linh trong bóng tối đó còn đáng sợ hơn cả ma thần các ngươi hả? Dương Bách Xuyên có hơi ngạc nhiên. Ngụy dị thứ được sinh ra từ đại kiếp thần ma, nói đúng hơn thì ngụy dị nam ở một thế giới hoàn toàn khác, không thuộc về bất cứ giới nào trong tam giới chúng ta. Câu nói này của ý thức ma thần đã làm chấn động cả tâm trí lẫn thể xác của Dương Bách Xuyên. Ngụy dị, đó là sinh linh gì? Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy từ này. Không hẳn là sinh linh đâu, chỉ là ngụy dị mà thôi, trên thế giới này thứ gì cũng có, nhưng chỉ những thứ có danh xưng, có thể tìm thấy nguồn cội thì mới được gọi là sinh linh vạn vật, còn những thứ không có lấy một cái tên, càng không tìm ra cội nguồn, sẽ được gọi ngụy dị. Chúng không thuộc về thế giới này, không phải thần, cũng chẳng phải ma. Chúng không có thân xác, không có nguyên thần, chỉ có một cái bóng nhìn thấy được bằng mắt thường, ngoài ra không cảm nhận được bất cứ hơi thở hay sự sống nào ở chúng, nhưng chúng lại có khả năng lặng lẽ cắn nuốt ý thức của sinh linh vạn vật, đó chính là ngụy dị. Chúng xuất hiện từ thời đại thần ma, cũng là căn nguyên đưa tới đại kiếp thần ma, những gì thằng nhóc nhà ngươi nhìn thấy ở đây chỉ là một phần bề nổi của tảng băng mà thôi. Ngươi sẽ không tài nào tưởng tượng nổi ngụy dị chân chính khủng bố như thế nào đâu, chúng náu mình trong bóng tối, một khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc ngụy dị bắt đầu đi săn. Nếu một ngày nào đó, thế giới của chúng ta mất đi ánh sáng, chắc chắn đó sẽ là thời điểm thế giới này bị ngụy dị hủy diệt. Ánh sáng biến mất, bóng tối bao trùm, ngày tàn của vạn vật đã tới ha ha, cuộc chiến thần ma ư. Toàn là giả dối thôi. Tóm lại, thằng nhóc nhà người chỉ cần nhớ kỹ chớ dại mà lại gần ngụy dị bóng tối xuất hiện trong tiên vực hỗn loạn này vẫn chưa là gì đâu, ngụy dị chân chính là không có ranh giới. Chuyện quan trọng trước mắt là tiếp tục cố gắng tu luyện. Hiện tại, hắn đã biết được điểm đáng sợ của bóng tối trong tiên vực hỗn loạn, sau này cứ tận lực không đụng tới là được. Cứ như thế, một đêm nhanh chóng đi qua. Sáng sớm hôm sau, khi bóng tối rút đi như thủy triều, Dương Bách Xuyên đang ngồi thiền chợt mở bừng hai mắt, cuối cùng trời cũng sáng. Vậy là hắn đã vượt qua đêm đầu tiên ở tiên vực hỗn loạn, có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Lúc này, cả người ý thức ma thần bỗng rung lên, Dương Bách Xuyên lập tức nhận ra màu đỏ trong mắt nàng ta đã biến mất, trở về như bình thường. Hắn biết, Lạc Dương đã trở lại. Quả nhiên, ngay giây sau, Lạc Dương mở miệng, làm tiểu sư thúc lo lắng rồi. Mặc dù tối qua, ý thức của nàng ta không nắm quyền chủ đạo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra xung quanh, bao gồm cả mấy việc ý thức ma thần đã làm, nên tất nhiên là nàng ta biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Không sao, con vẫn bình an là được rồi, con thu dọn đồ đặc đi, đến lúc phải lên đường rồi, cứ ở mãi trong núi sâu cũng không phải cách hay. Dương Bách Xuyên xua tay, ra hiệu cho Lạc Dương đừng khách sáo. Trong mắt hắn, Lạc Dương rất dịu dàng, còn ý thức ma thần thì ngang ngược, tàn ác, phong cách nói chuyện của hai người cũng không giống nhau, và đương nhiên hắn thích nói chuyện với Lạc Dương hơn. Vâng, tiếp theo đây tiểu sư thúc tính đi đâu, có mục tiêu cụ thể không? Lạc Dương hỏi. Dương Bách Xuyên cũng hơi đau đầu, ta không biết quá nhiều về tiên vực hỗn loạn, trong tay cũng không có bản đồ, thôi thì trước mắt cứ ra khỏi ngọn núi này cái đã. Lạc Dương trầm tư vài giây, rồi nói, nhắc đến bản đồ, con chợt nhớ ra hình như con từng thu thập kha khá bản đồ của vài nơi, cũng chẳng biết có của tiên vực hỗn loạn không, tiểu sư thúc chờ con một chút, để con tìm thử xem. Nghe Lạc Dương nói vậy, Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng, gật đầu lia lịa, ra hiệu cho Lạc Dương mau tìm thử. Tiên giới rộng lớn thế này, nếu có bản đồ sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Lạc Dương đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, chừng 5, 6 phút sau, nàng ta mở mắt ra. Trong tay xuất hiện một tấm da thú, trên mặt hiển lộ ý cười, đúng là có tiên vực hỗn loạn thật. Vừa nói, nàng ta vừa tiến lại gần, cùng Dương Bách Xuyên quan sát bản đồ. Hai người thảo luận một phen, đầu tiên, họ phát hiện nơi mình đang đứng đúng là thập vạn ma thần ở phía bắc thật. Bản đồ trong tay Lạc Dương không phải bản đồ bình thường, đúng hơn thì tất cả những bản đồ do tiên nhân sử dụng đều được tạo thành từ pháp lực, chỉ cần truyền pháp lực vào trong bản đồ,
bên trên sẽ hiện ra phiên bản thu nhỏ của tất cả mọi thứ, từ núi non cho đến sông ngòi, tóm lại là thể hiện rõ ràng chi tiết mỗi một địa điểm được nhắc tới. Nhìn tổng thể thì phần lớn diện tích của tiên vực hỗn loạn là đồi núi trải dài vô cùng vô tận, vì người vẽ bản đồ không thể tái hiện chi tiết toàn bộ tiên vực hỗn loạn, mà chỉ phác họa được sơ bộ, và phần lớn đều trông rất hoang sơ. Địa điểm được vẽ rõ ràng nhất trên tấm bản đồ này chính là khu vực phía đông của tiên vực hỗn loạn, nhưng diện tích của nó thật sự cực kỳ lớn. Theo như lời Lạc Dương thì đây là một tam bản đồ cổ không hoàn chỉnh, vẫn còn rất nhiều nơi không được vẽ vào, nhưng khu vực phía đông lại khá là đầy đủ, bởi vì nơi đó tụ tập khá nhiều nhân tộc, thế nên người vẽ cũng chỉ biết rõ nhất về phía đông của tiên vực hỗn loạn. Tuy vậy, không hề có chuyện khu vực phía đông nhỏ, trái lại vô cùng rộng lớn, có tới hàng trăm tỷ sinh linh sinh sống ở đó. Tiểu sư thúc, cách núi Thập Vạn Ma mà chúng ta đang đứng tầm 90.000 dặm có một tòa thành hỗn loạn, chỗ này tính ra khá an toàn, hội tụ nhiều thế lực tiên môn, phần lớn dân cư còn là nhân tộc, hay chúng ta đi thẳng đến đó, tiểu sư thúc thấy sao? Sau khi xác định xong phương hướng, Dương Bách Xuyên lập tức dẫn theo Lạc Dương và Cảnh Sán xuất phát. Họ chỉ có thời gian một ngày, nên trước khi trời tối, nhất định phải tới được thành hỗn loạn, bằng không e là sẽ gặp phải chuyện không may. Sau khi có bản đồ, tốc độ của ba người nhanh hơn không ít. Tầm 3 canh giờ sau, họ đã rời khỏi núi Thập Vạn Ma, mà vốn dĩ chỗ họ ở đêm qua cũng không nằm sâu bên trong núi, mà đã thuộc phần rìa, thế nên đi cũng nhanh. Thật không ngờ vừa ra khỏi phạm vi núi Thập Vạn Ma, ba người chạy tới chỗ một dòng sông nhỏ, định nghỉ ngơi một lát cho lại sức trước, thì bất ngờ gặp sự cố. Cứu mạng, từ thượng nguồn con sông loang thoang truyền tới tiếng ai kêu cứu. Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Dương Bách Xuyên hỏi Lạc Dương và Cảnh Sán. Cảnh Sán gật đầu, hình như ta nghe thấy có tiếng kêu cứu của một nữ nhân. Ta không nghe thấy, Lạc Dương trả lời ngắn gọn. Hả? Dương Bách Xuyên nhìn Lạc Dương với vẻ mặt nghi hoặc. Tu vi của hắn và Cảnh Sán thấp hơn Lạc Dương, lẽ ra bọn họ đều nghe thấy tiếng kêu cứu thì Lạc Dương không thể không nghe thấy, trừ phi nàng ta không muốn nghe. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Dương Bách Xuyên, Lạc Dương cười khổ nói, tiểu sư thúc. Mặc dù con chưa từng đến tiên vực hỗn loạn, nhưng cũng từng nghe qua về tiên vực hỗn loạn, ở nơi hỗn loạn này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đi. Dương Bách Xuyên ồ một tiếng, chợt hiểu ra, không thể nào nàng ta không nghe thấy, chỉ là không muốn thêm rắc rối, thế này là sợ người sư thúc như hắn tự chuốc thêm phiền phức sao. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên cũng cười cười nói, ngươi nói cũng có lý, vậy chúng ta cứ mặc kệ, cũng đừng nghỉ ngơi nữa, tiếp tục đi thôi. Như vậy rất tốt, Lạc Dương gật đầu. Ba người họ chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng lúc này, tiếng kêu cứu đen từ xa đến gần. Cứu mạng đi, trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một nữ tử từ thượng nguồn đi tới. Thấy toàn thân nàng ta toàn là máu me, hình như đang bị thương rất nặng, còn có vẻ là đang bị đuổi giết. Chẳng mấy chốc, nữ tử này đã lọt vào tầm mắt của bọn họ, cách đó hơn 10 mét, nàng ta ngã sụi lơ trên mặt đất, nhìn cách ăn mặc có vẻ rách nát, hình như là nữ tử thôn quê. Hình như là một người bình thong chu không cam nhan được bất kỳ sự tồn tại nào của khí tức. Dương Bách Xuyên không khỏi dừng lại. Tiểu sư thúc, Lạc Dương mở miệng gọi hắn, ý là nhắc hắn không nên lo chuyện bao đồng. Ách, quên đi, cứ coi như chưa nhìn thấy, chúng ta đi thôi. Dương Mỗ cười gượng gạo nói. Mà đúng lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ba gã tráng hán cao to, tay cầm đao xuất hiện, mục tiêu rõ ràng là nữ tử đang ngã trên mặt đất. Ha ha, tiểu nương tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Một trong ba đại hán kia cười dâm tặc và nói, sau đó nhìn chằm chằm nữ tử kia với ánh mắt tràn đầy thèm khát. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, Lạc Dương, mấy người này hình như đều là người phàm. Sư thúc, nơi này là tiên vực hỗn loạn, là nơi hỗn loạn nhất trong toàn bộ tiên giới, con không biết có phải là người phàm hay không, con chỉ nghe nói cho dù là tiên nhân cũng khó mà sinh tồn trong tiên vực hỗn loạn này. Lạc Dương nói. Dương Bách Xuyên gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu, được rồi, mặc kệ, chúng ta đi thôi. Song nhiên hàn biết ở nơi rừng núi hoang vu này xuất hiện bốn người phàm là có gì đó không đúng, cho dù nữ tử kia bị đuổi giết cũng là không bình thường. Cầu xin ngươi cứu mạng, ha ha ha, đừng sợ, tiểu nương tử, lão tử sẽ yêu thương ngươi cho tốt. Không cần suy nghĩ, Dương Bách Xuyên có thể biết kết quả cuối cùng của nữ tử đó sẽ như thế nào. Hắn cúi đầu tiếp tục bước đi. Nhưng tâm trí hắn tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng của nữ tử kia trước khi hắn quay đi. Sau khi đi được vài trăm mét, Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại, nói với Cảnh Sán và Lạc Dương, các ngòi đi trước, ta sẽ theo sau. Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng đi ngược lại. Tiểu sư thúc, Xuyên tử,
Lạc Dương và Cảnh Sán gọi lớn. Nhưng Dương Bách Xuyên không quay đầu lại, cũng không dừng lại. Hai cô nàng liếc nhìn nhau, biết có gì đó không ổn, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn đi. Hai người bọn họ sinh ra là người bản địa của tiên giới, đương nhiên biết tiên giới là thế giới thế nào, nhưng Dương Bách Xuyên lại là người phi thăng đến đây, dù sao cũng không biết hoàn cảnh của tiên giới này. Lạc Dương không cho Dương Bách Xuyên đi lo chuyện bao đồng, không phải là nàng ta lòng dạ độc ác, nhưng nàng ta biết tiên giới là môi trường kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh, cộng thêm nơi này là tiên vực hỗn loạn, cho nên nàng ta càng cảnh giác hơn với bốn người phàm vừa xuất hiện. Nhưng cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn không kìm nén được. Điều này khiến Lạc Dương rất lo lắng. Mặc dù nàng ta đang ở tiên vương cảnh, nhưng nàng ta biết một khi đến tiên vực hỗn loạn thì tiên vương chẳng là gì cả, bởi vì đây là nơi hỗn loạn và kỳ quái nhất trong tiên giới, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ. Ngay lập tức, Lạc Dương và Cảnh Sán cũng đuổi theo. Ở phía bên kia, Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với chim thần ma. Tiểu tử, Lạc Dương nói không sai, người đi lo chuyện bao đồng có thể sẽ là chuyện xấu đấy. Chim thần ma đang ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, vừa gật gù vừa nói. Trong mắt ngươi, bốn người kia có phải người phàm không? Dương Bách Xuyên hỏi lại chim thần ma. Chưa nói đến lão tử cũng không nhìn ra chiều sâu của những người đó, bọn họ có vẻ là người phàm nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này là tiên vực hỗn loạn, ngươi xen vào chuyện của người khác làm gì? Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, hà tất gì phải chuốc thêm phiền phức cho mình? Nếu thật sự xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi đừng trách lão tử không nhắc nhở, hơn nữa cho dù có khả năng là người phàm thì sao? Cũng chỉ là vài người phàm mà thôi, chết thì chết đi, có liên quan gì đến ngươi, người phàm có sinh ly tử biệt, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, không phải sao? Chim thần ma lý luận với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, tiểu gia ta cũng là người phàm, chỉ là bước lên đại đạo mà thôi, ngươi cũng nói không nhìn ra bọn họ có vấn đề gì, vậy chính là người phàm, ta phải quan tâm. Chưa nói đến chuyện khác, nữ tử kia là người phàm vô tội, ba đại hán kia quá các đáng bị giết. Dương Bách Xuyên vừa xua tay vừa nói, ba đạo khí lưu phóng ra. Khoảnh khắc tiếp theo có ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng ở phía xa, ba gã đại hán độc ác ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, hắn nói tiếp, dưới mắt càn khôn của ta cũng không nhìn ra có gì không ổn, nếu đã như vậy thì có thể cứu tại sao lại không cứu. Nếu ta không cứu nàng ta, đạo tâm sẽ không thoải mái, đối với việc tu hành cũng vô ích, ta biết mình đang làm gì, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Nói xong, Dương Bách Xuyên đi tới trước mặt nữ tử đang nằm trên mặt đất. Lúc này nhìn lại, y phục trên người nữ tử này đã bị ba gã đại hán độc ác xé rách, gần như đã trần trụi rồi. Hắn vung tay lên lấy ra một bộ y phục và nói, mặc y phục vào đi. Hắn cũng biết cứu nữ tử này có gì đó không ổn, nhưng lỡ như đúng thì sao? Nếu như nữ tử này là người phàm, hôm nay hắn mà không cứu thì sẽ bị ba gã đại hán độc ác kia chà đạp. Rồi từ nay về sau, hắn sẽ thấy cắn rứt lương tâm. Cho nên hắn phải cứu. Cho dù xảy ra chuyện cũng không hối tiếc. Đúng như chim lắm lông nói, hắn chính là người, là một người phàm tu đạo. Đa tạ ân công đã cứu mạng, nữ tử mặc y phục chỉnh tề rồi đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên để tạ ơn. Dương Bách Xuyên vươn tay ra đỡ nữ tử này đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua nữ tử kia, mặc dù nữ tử này có vẻ chật vật nhưng diện mạo rất xinh đẹp. Nhưng lần này Dương Mỗ thật sự đang cứu người chứ không có mưu đồ háo sắc gì. Cũng không hề nảy sinh bất kỳ tà niệm nào. Hắn lại phất tay chữa trị hết mọi vết thương trên người nàng ta. Nhân cơ hội này, Dương Bách Xuyên cố ý kiểm tra thử, nữ tử này vẫn là người bình thường, không có bất kỳ khí tức tu hành nào tồn tại. Vết thương trên người nàng ta có vẻ rất nhiều, nhưng thực ra đều là vết thương ngoài da, trong nháy mắt đã chữa khỏi. Nữ tử thấy Dương Bách Xuyên vẫy tay một cái đã chữa trị hết vết thương trên người mình. Vẻ mặt nàng ta lộ ra vẻ kính trọng và vui mừng, nàng ta lại cúi đầu và nói, đa tạ thần minh cứu giúp. Nghe nữ tử xưng mình là thần minh thật sự khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rung động, xem ra nữ tử này biết người tu luyện. Ở trong mắt người phàm, người tu luyện chính là thần minh, điều này không có gì kỳ quái, điều kỳ lạ là có rất ít người phàm biết người tu luyện. Nhưng rõ ràng nữ tử này lại biết. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi nữ tử, sao ngươi lại bị người ta đuổi giết ở đây? Tại sao lại gọi ta là thần minh? Ngươi từ đâu tới? Dương Bách Xuyên liên tiếp đặt ra ba câu hỏi. Ánh mắt nữ tử sáng lên, nhưng vẫn cung kính đáp, thần minh tại thượng, tiểu nữ tên là Hoa Nương, gia chủ ở Hoa Gia thôn cách đây 60 dặm, hôm nay ta cùng phu quân đi ra ngoài đốn củi nhưng không ngờ lại gặp bọn Sơn Phỉ ở núi Thanh Lang cách đây 300 dặm, bọn chúng đã giết phu quân của ta lại còn muốn làm nhục ta, sau đó ta gặp được thần minh đại nhân.
Thần minh đại nhân có điều không biết, cũng có những thần minh đại nhân khác đến thành tiên vực hỗn loạn đều sẽ vào núi, thôn hoa gia bọn ta đã từng chiêu đãi một số thần minh như ngài, vì vậy tiểu nữ biết sự tồn tại của thần minh, thực ra đời 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 tổ tiên bọn ta đều biết có thần minh. Dương Bách Xuyên nghe cũng hiểu, xem ra trong tiên vực hỗn loạn quả thật có người phàm, vả lại, tiên nhân và người phàm cùng tồn tại, nhưng theo lời Hoa Nương nói, tiên nhân sẽ bảo vệ người phàm nên ở đây bọn họ sẽ gọi tiên nhân là thần minh. Nghe có vẻ như cũng không có gì không đúng. Đúng lúc này, Lạc Dương và Cảnh Sán cũng đi tới, Lạc Dương liếc nhìn Hoa Nương vài lần rồi nói, tiểu sư thúc, đã cứu người xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Lúc này, vẻ mặt Hoa Nương lo lắng, lên tiếng cầu xin thần minh đại nhân thương tình, xin ngài đưa ta về nhà, ta sợ lại gặp phải thổ phỉ trên núi. Ánh mắt Lạc Dương đột nhiên híp lại, trừng mắt nhìn nàng ta, làm cho Hoa Nương giật mình, lập tức trốn sau lưng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói, Lạc Dương, thôn của bọn họ cách đây không xa, có thể là 60 dặm, nếu đã cứu người thì tiện thể tiễn nàng ta một đoạn đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu sư thúc, lần này Lạc Dương thật sự cạn lời rồi. Được rồi, cứ vậy đi, chúng ta là người tu luyện, nàng ta là người phàm, ngươi nhìn đi, sau khi ta cứu nàng ta cũng đâu có chuyện gì đâu, ha ha, chúng ta đi thôi. Dương Mỗ ra hiệu cho Hoa Nương dẫn đường. Nữ tử tên Hoa Nương này vui mừng khôn xiết và liên tục cảm tạ, nhưng khi nàng ta quay lại dẫn đường thì không ai nhìn thấy, trong mắt nàng ta lóe lên một màu xanh quỷ dị. Lạc Dương và Cảnh Sán thấy Dương Bách Xuyên khăng khăng muốn làm như vậy nên bọn họ không còn cách nào khác, đành phải dậm chân đi theo. Về phần Dương Mỗ, hắn cũng không ngốc, hắn biết nữ này rất kỳ quái, nhưng hắn thật sự không phát hiện nàng ta có gì không đúng, sau khi kiểm tra vài lần, hắn phát hiện nàng ta chắc chắn là người phàm. Vì để cho bản thân an lòng, hắn dứt khoát đưa nữ tử này về nhà. Nếu thật sự có gì đó không ổn, hắn cũng không sợ. Trên đường đi, bọn họ cũng từ miệng nữ tử này mà biết được, thật ra cũng có rất nhiều thôn giống như thôn Hoa Gia của các nàng, đều là thôn trang của người phàm, thôn Hoa Gia cũng chỉ có 7 hoặc 8 hộ gia đình, toàn thôn cộng lại cũng không tới 30 người. Khi Dương Bách Xuyên đặt câu hỏi về đêm tối, Hoa Nương trả lời là xung quanh thôn đều có rất nhiều vị thần thượng cổ, cho nên rất an toàn, chim bay cá nhảy cũng sẽ không vào thôn. Cuộc sống của bọn họ chủ yếu là săn bắn để kiếm sống. Nghe mọi thứ đều hợp tình hợp lý, nhưng cũng khiến Dương Bách Xuyên có một chút hứng thú đối với tiên vực hỗn loạn. Thần minh đại nhân, đến rồi, thôn Hoa Gia của bọn ta chính là ở đây. Chỉ là 60 dặm mà thôi, đối với đám người Dương Bách Xuyên cũng chẳng là gì cả, dẫn theo cả Hoa Nương cũng không chậm, chỉ mất nửa canh giờ là đến đám người Dương Bách Xuyên nhìn lại. Quả nhiên thấy có nhà tranh, chính là kiểu dáng của thôn trang. Chờ sau khi đến cổng thôn, cũng thấy một pho tượng đá hoàn chỉnh. Bức tượng đá này trông rất cao, cao khoảng hơn 9 mét, lớn hơn pho tượng đá không đầu mà đám người Dương Bách Xuyên nhìn thấy đêm qua, đó cũng là một pho tượng đá toàn diện. Nó trông giống như một pho tượng đá thân người đầu chim. Xin mời các vị thần minh đại nhân vào thôn, Hoa Nương không thể báo đáp ơn cứu mạng, theo lý thì nên vào thôn nghỉ chân uống trà một lát. Dương Bách Xuyên mở miệng nói, dẫn đường. Đây là thôn trang đầu tiên hắn nhìn thấy ở tiên vực hỗn loạn, nếu đã đến thì đương nhiên nên vào thôn xem thử mới được. Tiểu sư thúc, Lạc Dương có chút không yên lòng. Đi thôi, cũng đã đến rồi. Dương Bách Xuyên cười ha ha rồi đi theo Hoa Nương vào thôn. Nhưng vừa mới bước vào thôn, Dương Bách Xuyên đã cau mày. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh. Sắc mặt hắn thay đổi, liếc mắt nhìn Lạc Dương và Cảnh Sán. Lúc này, hắn đã biết có vấn đề. Rời khỏi thôn này, Dương Bách Xuyên vội vàng nói. Khà khà khà, vất vả lắm mới vào được, thần minh đại nhân làm sao có thể quay về chứ, ta còn chưa tiếp đãi chu đáo, hãy ở lại đi. Đây không phải là giọng nói của Hoa Nương sao? Ba người biến sắc, vừa quay đầu thì cửa thôn đã biến mất, chỉ còn lại sương mù dày đặc. Lúc này nỗi lòng của Dương Bách Xuyên vô cùng chua xót. Có lòng hỗ trợ, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Lần này hắn cảm nhận được sự tồn tại của kết giới. Hiển nhiên Hoa Nương mới là vấn đề, nhưng hắn thực sự không hiểu vấn đề đó là gì. Rõ ràng hắn không phát hiện bất cứ hơi thở gì trên người Hoa Nương, thậm chí càn khôn nhãn cũng không nhìn ra gì, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện. Âm thanh vừa rồi là tiếng Hoa Nương bị đánh, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng ta đã không thấy, chứng tỏ có vấn đề. Ngay sau đó sương mù xuất hiện. Sắc mặt Dương Bách Xuyên tối lại. Lòng tốt của hắn biến thành mầm tai họa. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên hét lên, ngươi là người hay quỷ? Quan trọng không? Một giọng nói đáp lại từ trong sương mù. Rất quan trọng, Dương Bách Xuyên gắn giọng nói.
kha kha kha, vậy để ngươi chết thống khoái chút nhé, không người không quỷ. Dứt lời, sương mù tản ra, nữ tử kia lại xuất hiện. Vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng khác ở chỗ bên cạnh nàng ta có thêm mấy chục người, ba người trong số đó là ba gã ác nhân đã bị hắn giết chết lúc cứu nàng ta. Những người khác thì có già có trẻ, có nam có nữ, đều là người bình thường. Nhưng thật sự chỉ là người bình thường ư? Hiển nhiên không phải. Đến tận lúc này Dương Bách Xuyên vẫn chưa nhìn thấy được thực lực của nữ tử này, thậm chí cả những thôn dân bên cạnh nàng ta, bọn họ nhìn như người bình thường. Nhưng Dương Bách Xuyên biết tuyệt đối không phải là người thường, hắn không nhìn ra chứng tỏ tu vi của hắn vẫn còn kém. Chim thần ma từng nói bất cứ sinh linh nào xuất hiện trong thiên vực hỗn loạn cùng không cần ngạc nhiên, nhưng hắn không ngờ bọn họ lại chạm trán sớm như vậy. Qua đen, có nhìn ra gì không? Dương Bách Xuyên truyền âm hỏi chim thờ có nam có nữ, đều ma. Không, nhìn qua thì bọn họ giống nhân tộc, nhưng giờ nhìn kỹ thì đúng là không phải nhân tộc, bình thường. Chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, tăng sức cảnh giác, nếu thật sự phải liều mạng thì cũng không còn cách nào khác. Quan trọng hơn đến tận bây giờ hắn vẫn chưa làm rõ đối phương là người hay yêu. Lạc Dương cũng cau mày, cảnh sán cũng vậy, hơi sốt ruột xen lẫn mù mịt, hiển nhiên bọn họ cũng không biết lai lịch của đối phương. Dương Bách Xuyên không thèm nghĩ nữa, quát to, tiểu gia cứu ngươi, người báo đáp ta như vậy hả? Không sợ thiên lôi trừng phạt hả? Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, đừng giả thần giả quỷ dọa người, ta không sợ ngươi đâu. Khặc khặc khặc, thần minh đại nhân nóng vội thế, nếu đã vậy nô gia cũng không khách sao nữa. Nữ tử tên Hoa Nương lên tiếng. Nàng ta ra lệnh, các thôn dân đứng lên đi, chăm sóc vài vị thần minh đại nhân đến thôn chúng ta làm khách. Nghe vậy Dương Bách Xuyên lấy làm lạ. Còn vào thôn nữa hả? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi, ngươi nhìn ra được gì rồi? Gà dù, đừng hỏi nữa, cái này hơi rắc rối, tạm thời bảo vệ tâm thần đi đã. Chim thần ma dặn dò. Rốt cuộc là sao vậy? Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong thì không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm ầm, trời đất biến sắc. Mặt đất dưới chân nứt vỡ, sụp đổ. Trên đỉnh đầu của bọn họ, một lực lượng vô hình bao trùm xuống như một chiếc lưới lớn. Thân thể của ba người bọn họ mất kiểm soát rơi xuống dưới. Muốn ổn định thân thể nhưng phát hiện không làm được, dường như không khí mang theo lực lượng pháp tắc cường đại vậy. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện phía dưới là vực sâu không đáy, muốn tìm chỗ đặt chân cũng không có. Dương Bách Xuyên duỗi tay nắm chặt Lạc Dương và cảnh sán, nắm chặt. Ba người tay cầm tay tạo thành trận pháp tam tài, hình thành lớp phòng ngực vững chắc. Không biết vực sâu phía dưới là nơi nào, nhưng hắn biết không phải thiên địa gì cả. Nếu bây giờ không thể đi lên thì chỉ đành nghe theo lời của chi thần ma, giữ vững tâm thần. Keng! Một tiếng chuông vang vọng khắp vực sâu đen tối. Dương Bách Xuyên triệu hồi chuông Đông Hoàng bao phủ ba người. Như vậy cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể đối phó được. Phù văn màu vàng của chuông Đông Hoàng chiếu rọi vực sâu, giống như một ngôi sao sáng vậy. Không biết qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cũng có thể chỉ trong chốc lát, Dương Bách Xuyên phát hiện bọn họ đã dừng. Bóng tối cũng biến mất, thay thế là ánh sáng xám trắng mang theo sự thánh khiết. Chân chạm đất, cảm giác rất chân thật. Cả ba đều nằm trong vòng bảo vệ của chuông Đông Hoàng nên cũng an toàn. Sau khi thích ứng với ánh sáng, Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh. Cảnh sán hét chói tai, a. À. Còn Lạc Dương, Dương Bách Xuyên cảm nhận được tay nàng ta đang run rẩy. Lúc này ba người đều nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Không ai không run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là chấn động. Cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao ánh sáng xám trắng kia lại mang lại cảm giác thánh khiết. Trời ạ! Cảnh sán thốt lên. Ba người thấy được một thế giới xương trắng. Một thế giới trải đầy xương trắng, vô biên vô hạn, mênh mông vô tận. Không phải Dương Bách Xuyên chưa nhìn thấy xương cốt, năm đó thu xương tay của Thông Tý Viên Hầu ở núi Trường Bạch, hắn cũng đã nhìn thấy một lượng lớn xương cốt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bằng một ngọn núi nhỏ. Bây giờ bọn họ trực tiếp xuất hiện ở một thế giới xương cốt. Toàn bộ đều là xương người. Hắn ngồi xổm xuống sờ soạng, không phải ảo giác, là xương người thật sự. Cả thế giới đều là xương cốt. Rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở đây mới hình thành một thế giới xương cốt chấn động thế này? Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hay nhiều hơn, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm tự nói. Quan trọng hơn xương ở đây đều là xương của nhân tộc, người chết là đều nhân tộc. Đến tận lúc này Dương Bách Xuyên mới cảm thấy sợ hãi. Cũng loáng thoáng hiểu ra tại sao lúc nãy nhìn thấy đều là người nhưng hắn lại không nhìn thấy nàng ta, đúng lúc này, giọng nói của Hoa Nương vang lên, thế nào? Có chấn động hay không?
Ba người Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, bọn họ không hề biết Hoa Nương đã xuất hiện ở gần bọn họ từ lúc nào. Chẳng qua lần này Hoa Nương đã thay đổi hình dạng, không còn là bộ dáng thôn cô lúc trước nữa. Lúc này, Hoa Nương đã mặc áo choàng trắng như tuyết, đội mũ phượng trên đầu. Xinh đẹp như một nữ vương. Hai mắt chớp động mê hồn. Hoa Nương nhìn Dương Bách Xuyên nói, trăm vạn bộ xương trắng đều là người phàm, trong mắt thần linh ở trên cao như các ngươi chẳng khác nào con kiến hôi. À, không đúng, còn không bằng kiến hôi, có gì mà ngươi phải ngạc nhiên như vậy? Dương Bách Xuyên căng thẳng nhìn chằm chằm Hoa Nương, hắn có thể nghe ra được sự oán hận từ trong lời nói của nàng. Dương Bách Xuyên hỏi, rốt cuộc ngươi là, Cốt Yêu, lần này, trả lời hắn là chim thần ma. Vừa rồi con quạ đen này nói gì đó rất khó hiểu, giọng điệu còn vô cùng khiếp sợ, rõ ràng đã nhận ra bản thể của Hoa Nương. Dương Bách Xuyên thì sao? Tất nhiên cũng hiểu được chút manh mối. Khắp nơi đều là xương trắng, bản thể của Hoa Nương tất nhiên là Bạch Cốt Yêu. Đây chính là đáp án mà chim thần ma đưa ra. Đầu tiên, những xương trắng này quả thật là xương người, thế nên trước khi chết Hoa Nương chính là nhân tộc, hơn nữa có vẻ nàng ta là người phàm. Cũng tức là đống xương trắng ở đây lúc còn sống cũng là người phàm. Nghĩ như vậy, trái tim Dương Bách Xuyên như run lên, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy đoán, lẽ nào đống xương trắng này? Nếu đã có hàng trăm vạn xương cốt, đều là người phàm, mà Hoa Nương cũng là người phàm biến thành yêu, vậy chẳng phải nơi này sẽ xuất hiện trăm vạn cốt yêu sao? Nghĩ tới vấn đề này, toàn thân Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh. Thật sự có trăm vạn cốt yêu thì mấy người bọn họ sẽ rất nguy hiểm, quan trọng là cho tới thời điểm bây giờ Han vẫn chưa cảm nhận được sự đáng sợ của cốt yêu. Giống như Hoa Nương xuất hiện trước mặt hắn, Han vẫn không nhìn rõ được cảnh giới tu vi, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng ta mang theo oán khí vô cùng lớn. Hơn nữa sau khi chim thần ma nói ra cái tên cốt yêu, Dương Bách Xuyên lại nhớ tới Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký. Bản thân Bạch Cốt thành yêu là người, hơi thở cũng rõ ràng là của con người, xem thành người phàm cũng không có kỳ quái lạ. Chỉ có thể khẳng định, cốt yêu Hoa Nương này có tu vi và thực lực không tầm lường, thế cho nên mới hóa thành người bình thường để lấy lòng tin của hắn, ba người họ cũng không hề phát hiện ra chỗ khác thường, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy giống người phàm. Dương Bách Xuyên rất tức giận vì bị lừa gạt. Nhưng hiện bây giờ Dương Bách Xuyên biết Hoa Nương này chắc chắn không dễ đối phó. Sợ hơn là nàng ta sẽ triệu hoan ra trăm vạn cốt yêu, lúc đó thì hay rồi. Quả đen, người nói xem liệu ở đây có trăm vạn cốt yêu không? Dương Bách Xuyên không nhịn được, truyền âm hỏi ra lo lắng trong lòng mình. Có cái rắm, ngươi cho rằng cốt thành yêu đơn giản như vậy sao? Nếu như ai chết đi cũng từ bộ xương hóa thành yêu được thì còn gì là yêu nữa? Mặc dù ở đây có hàng trăm vạn bộ xương, nhưng có thể hóa được thành cốt yêu thì ta đoán chỉ có 20-30 mà thôi. Bạch cốt thành yêu còn khó hơn cỏ thành tinh gấp nghìn lần, lúc còn sống phải có đủ oán hận, sau khi chết cũng phải ở nơi cực âm, cần thiên thời, thiếu một thứ cũng không được, cho dù như vậy nếu muốn khai linh cũng vô cùng khó khăn. Cốt yêu đang đứng trước mặt chúng ta chắc chắn khi còn sống đã có oán hận rất lớn, thành được yêu có lẽ cũng nhờ có cơ duyên, mặc dù cốt yêu là yêu, thực tế chúng không phải yêu, không phải ma. Không phải quỷ, cũng chẳng phải người nhưng lại có đặc điểm của yêu ma quỷ người. Có tư duy của con người, xương của người, yêu khí, ma tà và linh hồn của quỷ, vô cùng khó chơi, càng tu luyện lâu này thì càng khó đối phó, lần này thì phiền phức lớn rồi. Hiếm khi thấy chim thần ma nghiêm túc như vậy. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được áp lực. Cốt yêu này có bản lĩnh gì? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Cụ thể có thủ đoạn gì thì lão tử không rõ, hiểu biết của ta về cốt yêu cũng là nghe từ miệng người khác. Người ta nói thiên phú thần thông của cốt yêu có thể hội tụ khí yêu ma, thuật hóa quỷ, sự gian xảo của con người, ảnh hưởng tới nguyên thần. Chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng không khỏi sợ hãi, trong chốc lát cũng không biết đối phó như thế nào, nghe chim thần ma kể đã thấy khó chơi. Khi một người một chim đang nói chuyện, Hoa Nương đã bước từng bước, định về phía bọn họ. Lúc này, Lạc Dương tiến lên một bước chắn trước mặt Dương Bách Xuyên, tiểu sư thúc, để ta đi ngăn cản nàng. Các người tìm đường chạy trốn. Đối với Lạc Dương mà nói, mặc dù Dương Bách Xuyên là sư thúc nhưng tu vi mới chỉ hỗn nguyên đạo tiên, còn nàng đã là tiên vương, nàng tin mình có thể đối phó được với cốt yêu Hoa Nương. Ha ha, chạy, đây là vực sâu Bạch Cốt, ở địa bàn của ta còn có thể chạy thoát ra ngoài. Đừng có gấp, khó khăn lắm mới dụ được các ngươi tới đây, đương nhiên không thể để các ngươi rời đi được, ba người các ngươi sẽ trở thành món bổ dưỡng để nuôi cơ thể ta. Giờ thì hay rồi, không còn đường chạy. Bị chim thần ma nói đúng rồi, số lượng cốt yêu là 20-30 người, sẽ không nhiều hơn. Trước tiên phá vỡ ảo trận rồi tính,
nếu không chúng ta sẽ gặp bất lợi. Đột nhiên chim thần ma nói. Ảo trận, Dương Bách Xuyên sửng sốt, hắn cũng không phát hiện ra có ảo trận. Chim thần ma nghiêm túc nói, ngươi thử cảm nhận kỹ là sẽ biết, nhìn một mảng trắng xóa bất trận, cũng đâu thể cả một thế giới đều là xương trắng được, đây là trận pháp, muốn đấu pháp với cốt yêu thì phải phá được ảo trận trước, ở trong ảo trận chúng ta sẽ bị động, dễ dàng bị ảnh hưởng. Nghe chim thần ma nhắc nhở, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận lại, quả thật có dấu tích của trận pháp, hơn nữa chim thần ma nói cũng có lý. Ta không nhìn thấy cửa, làm sao thể phá được ảo trận? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Bạch cốt yêu mang tính cực âm, dương khắc âm, dùng sức mạnh của trứng con bang thu xem, có lẽ sẽ pha được ao chan. Chim thần ma đưa cho Dương Bách Xuyên một đáp án. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được, vậy để ta thử xem. Lập tức, trứng côn bằng xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, hắn bắt đầu trao đổi với trứng côn bằng. Ngay sau đó, trứng côn bằng hiện lên minh văn tỏa ra ánh sáng vàng. Dương Bách Xuyên đột nhiên bay lên giữa không trung. Trứng côn bằng trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ giống như một mặt trời nhỏ, đồng thời tản ra sức mạnh chí dương chí cương. Nhưng sau khi ánh sáng vàng trên trứng côn bằng tỏa ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt Hoa Nương thay đổi, nàng ta bỗng nhiên lùi về sau, phụt một cái hóa thành luồng ánh sáng trắng rồi biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời hắn cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết, a a. 30 cốt yêu dân làng kia gặp họa. Hoa Nương rõ ràng là cốt yêu cường đại nhưng không có nghĩa là 30 người kia cũng vậy. Sự cường đại của trứng côn bằng, lúc trước ngay cả ý thức ma thần cũng bị trấn áp, nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra trứng côn bằng cũng phải tránh né, huống chi là những cốt yêu này. Dương Bách Xuyên tin những cốt yêu này chắc chắn không mạnh bằng ý thức ma thần. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, 20-30 cốt yêu không thể tránh thoát được kim quang chói rọi, bọn họ lần lượt hét thảm rồi hóa thành từng bộ xương trắng, là xương trắng có màu trong suốt. Da thịt bọn họ rõ ràng là dùng pháp lực hóa thành, căn bản không ngăn được ánh sáng của trứng côn bằng. Từng bộ xương bắt đầu tan biến. Chớp mắt, tất cả đều chết dưới ánh sáng vàng, hoặc nói đúng hơn là trong tay Dương Bách Xuyên. Khi những tia ánh sáng chiếu rọi, xương trắng tan đi, không gian vặn vẹo. Ngay sau đó, tất cả xương trắng đều tan biến. Ảo trận đã bị phá, chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân trời, quả nhiên cảnh vật chung quanh thay đổi rất lớn. 20-30 cốt yêu của thôn dân tan biến, sau khi xương mù trắng xóa tan đi. Ba người Dương Bách Xuyên mới nhìn rõ bộ dáng thực sự của nơi này. Lúc này họ đang ở trong một hố sâu khổng lồ. Một hố sụt lớn có đường kính khoảng hơn vạn mét. Nhìn bầu trời trên đỉnh đầu cách xa hàng vạn mét, bầu trời chỉ như một cái nắm tay, đủ để thấy nơi này sâu như thế nào. Nhưng Dương Bách Xuyên dùng càn côn nhãn quan sát, nhìn không sót thứ gì, hắn có thể tính diện tích ước chừng của cái hố này. Xung quanh nổi lên từng đợt gió lạnh, sát khí và oán khí ngút trời. Đáng sợ nhất là cách họ hàng trăm mét, xương trắng cao khoảng 1000 mét hiện ra, cỗ oán khí ngút trời tản ra hơi thở khiến người ta phải run rẩy. Dương Bách Xuyên đáp xuống đất, hắn hít sâu một hơi nhìn núi xương trắng cao 1000 mét, nhịp tim đập thình thịch. Mặc dù, ánh sáng của trứng côn bằng tỏa ra đã giết chết 20-30 cốt yêu của thôn dân, nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ Hoa Nương sẽ bị giết, vừa rồi Hoa Nương hóa thành một luồng ánh sáng trắng rồi biến mất, không tiêu tan như những thôn dân kia. Phá vỡ ảo trận. Nhìn rõ được cảnh diện thật sự. Âm ầm ầm, âm thanh không ngừng vang lên. Lạc Dương nói, cái núi xương kia đang di chuyển. Dương Bách Xuyên và cảnh sán nghe thấy vậy thì nhìn qua, lúc này tất cả đều nhìn thấy núi xương trắng cao mấy nghìn mét, những bộ xương trắng lăn lóc trên đỉnh núi. Giống như có thứ gì đó đang chui ra ngoài. Lùi về sau. Khoảng cách vài trăm mét là quá gần, Dương Bách Xuyên hô lên. Cả ba kéo dài khoảng cách ra xa 1000 mét mới dừng lại. Nhìn từ phía xa, ngọn núi kia mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác như đang lột ra, hoặc là nói cảnh tượng kia như có một quả trứng khổng lồ đang nở. Oán khí tản ra ngày càng nồng đậm, bao phủ toàn bộ cái hố. Chấn động, âm, tiếng nổ rung trời vang lên. Núi xương trắng nổ tung. Gió lạnh nổi lên, oán khí và sát khí như khói dày đặc. Ba người Dương Bách Xuyên hít một hơi lạnh. Bọn họ nhìn thấy sau khi núi xương nổ tung, một người khổng lồ xuất hiện. Người kia cao cả trăm mét. Toàn thân được hình thành từ những hộp sọ trong suốt, sau lưng còn có một đôi cánh nhưng chiều cao lại lên tới cả trăm mét. Rừ, người kia gầm lên đầy giận dữ. Oán khí cuồn cuộn phun ra hóa thành một con rắn dài lao thẳng về phía ba người Dương Bách Xuyên. Chuông Đông Hoàng. Dương Bách Xuyên hô lớn, bao phủ ba người vào bên trong. Còn chưa biết thật hay ảo ảnh, lúc này hắn chỉ có thể phòng ngự. Ầm ầm. Rắc rắc.
chuông Đông Hoàng phát ra tiếng kêu nứt, vậy mà không ngăn chặn được con rắn kia, trực tiếp vỡ vụn rồi biến mất. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi. Lạc Dương cũng ra tay. Thiên Cương kiếm, phá. Trong tay Lạc Dương lóe lên một tia sắc nhọn, hàng vạn kiếm khí xuất hiện sau đó nhanh chóng biến thành một thanh kiếm rồi chém về phía con rắn do oán khí hóa thành. Âm. Con rắn kia biến mất. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, lúc này mới nhớ tới Lạc Dương là cao thủ cảnh giới tiên vương, thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Lạc Dương là đệ tử của nhị sư huynh tinh thần tử, mà tinh thần tử lại là một kiếm đạo cường đại, uy lực nhát kiếm của Lạc Dương mạnh cũng là điều dễ hiểu. Ba người tiểu bối ngươi giết chết thôn dân ta, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Cốt yêu khổng lồ kia nói tiếng người. Dương Bách Xuyên nghe ra đó là giọng của Hoa Nương đang tràn đầy oán hận. Bỏ đi, không có đường lui nữa rồi, chúng ta dốc hết sức đánh một trận vậy. Dương Bách Xuyên lại quay sang nói với chim thần ma trên vai, quả đen, ngươi và cảnh sán lui sang sát bên kia, cảnh sán để ý tới con chim này. Ta, được rồi. Cảnh sán định nói nàng cũng có thể giúp, nhưng nghĩ tới tu vi của mình còn không bằng Dương Bách Xuyên, có khi còn thêm phiền, cuối cùng mang theo chim thần ma lui về sau. Nàng và chim thần ma, ai chăm sóc ai quả thật là khó nói. Tiểu sư thúc tự bảo vệ bản thân thật tốt nhé, để con ra tiếp chiêu nàng ta. Lạc Dương dặn dò Dương Bách Xuyên, kỳ thật câu nàng ta muốn nói là tiểu sư thúc núp ra phía sau con đi cơ, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra được, thế là lời tới khóe môi lại biến thành tự bảo vệ bản thân thật tốt. Trong mắt Lạc Dương, thực lực của vị tiểu sư thúc này thật sự không đáng kể tới, chỉ là nàng ta sợ nói thẳng ra sẽ khiến hắn mất mặt, vậy nên mới tìm cách nói giảm nói tránh. Nàng ta tự đặt bản thân vào vị trí tiên phong trong trận chiến với Bạch Cốt Yêu Hoa Nương, thực tế thì quyết định của nàng ta không hề sai, tuy Hỗn Nguyên đạo tiên của họ Dương mạnh hơn những người cùng cảnh giới, nhưng lại chẳng đủ trình để so với một vị tiên vương. Vì hai bên cách nhau hẳn một cảnh giới lớn là tiên quân đấy. Khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ nhếch, ta biết rồi, con nhớ cẩn thận. Nghe sư điệt dặn dò, đương nhiên họ Dương cũng hiểu nàng ta chỉ đang lo lắng cho mình, có điều bên cạnh cảm giác ấm áp trong tim. Hắn còn thấy hơi phiền muộn. Dẫu sao hắn cũng là đàn ông con trai, mấy chuyện giết yêu diệt ma này nên để hắn làm sẽ hợp hơn lý hơn. Vấn đề là Dương Bách Xuyên thật sự không nắm chắc phần thắng khi giao đấu với Cốt Yêu Hoa Nương, bởi hắn cũng chẳng biết thực lực của đối phương mạnh tới cỡ nào. Thế nên chỉ đành để Lạc Dương xông pha tuyến đầu, còn hắn bám sát phía sau tùy cơ ứng biến. Lúc này, Cốt Yêu Hoa Nương đã hóa thân thành một bộ xương trắng cao hàng trăm mét, đôi cánh xương đằng sau lay động liên hồi. Đi từng bước nặng nề về phía họ, mỗi lần chân chạm đất là mặt đất lại rung lên bần bật, khủng khiếp vô cùng. Cơ thể to lớn của nàng ta trong suốt, óng ánh như pha lê, nhưng lại toát ra sát khí ngút trời, thoạt nhìn không dễ đối phó. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Lạc Dương cảm thấy vô cùng áp lực, không còn nghi ngờ gì nữa, người này thật sự rất khó chơi. Không biết Lạc Dương có đấu lại nàng ta không nữa, mà Dương Bách Xuyên sẽ không đặt hết hy vọng lên người Lạc Dương, chính hắn cũng tự điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Sẵn sàng quyết chiến một trận với Cốt Yêu Hoa Nương bất cứ lúc nào. Đương nhiên không phải là không có lòng tin, bởi chỉ ít thì trong tay hắn vẫn còn vài lá bài tẩy chưa lật. Nếu cộng thêm Lạc Dương, hắn nghĩ hẳn là có thể liều một phen. Cốt Yêu Hoa Nương thét dài, nắm tay to lớn mang theo sát khí xen lẫn oán hận dày đặc tới sắp hóa thành thật thể bỗng lao về phía hai người. Bấy giờ, thanh kiếm cổ trong tay Lạc Dương rung lên ong ong, kiếm khí chói lòa tỏa khắp bốn phía, nàng ta quát khẽ, chảm lạc tinh thần. Nhát kiếm này toát ra khí thế vô cùng vô tận, phóng thít lên cao, như hóa thành một vì sao băng. Nó chém thẳng về phía nắm đấm của Cốt Yêu, thoạt nhìn như có khả năng chạm rơi sao trời thật. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt của Lạc Dương, đồng thời ngầm đánh giá, rồi đưa ra kết luận kiếm khí của hắn hiện tại vẫn chưa sánh ngang được với Lạc Dương. Đây là uy lực của cường giả tiên vương cảnh sao. Sau khi so sánh thực lực hai bên, lúc này Dương Bách Xuyên đã biết tại sao Lạc Dương lại bảo bản thân hãy lui về sau. Tự bảo vệ lấy mình, đúng là với nàng ta mà nói, Hỗn Nguyên đạo tiên của hắn còn chưa đáng để vào mắt. Sau lần nghe ngóng cũng như thảo luận với Đinh Hòa Bình trước đó, hắn biết rằng nếu bàn về khía cạnh thực lực của các cảnh giới trong tu tiên, thì các cảnh giới bên dưới Hỗn Nguyên đạo tiên sẽ được phân chia theo sức mạnh, còn từ bên trên Hỗn Nguyên đạo tiên trở đi, tức sau khi tiến vào tiên quân cảnh, mỗi một cảnh giới sau đó không chỉ đơn giản là mỗi sức mạnh, mà còn phải xét tới uy lực thiên địa. Trong nhát kiếm này của Lạc Dương, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rất rõ xu thế thiên địa ẩn chứa bên trong, không chỉ có mỗi thiên nguyên lực to lớn, mà còn xen lẫn cả thế thiên địa. Lúc này, Dương Bách Xuyên chợt nhận ra rằng với thực lực của mình hiện tại, e là còn chẳng đấu nối với tiên quân cảnh,
chứ đừng nói gì tới một cường giả tiên vương cảnh như Lạc Dương. Âm thanh đinh tai nhức óc rền vang cả bầu trời, dư âm quanh quẩn khiến con người ta đau hết cả màng nhĩ. Bấy giờ, kiếm của Lạc Dương đã chém trúng nắm tay của bộ xương khổng lồ của Cốt Yêu Hoa Nương, hai bên lập tức bùng nổ. Vừa nhìn đã biết một đấm này của Cốt Yêu Hoa Nương không hề đơn giản, bao bọc bên ngoài là oán sát khí cuồn cuộn. Trong khi đó, kiếm khí của Lạc Dương lại lấp lánh không gì sánh bằng, như mang theo khí thể chạm rơi sao trời. Sau cú va chạm mạnh kia, oán sát khí quanh nắm đấm của Cốt Yêu Hoa Nương tức khắc bị đánh tan, cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng. Keng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.